Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Nếu như có thể lựa chọn một loại danh sách tiến hóa, năng lực tái sinh nghịch thiên chủng Có được xương cốt tăng sinh cốt thiên sứ, có thể dùng không gian truyền tống ảo thuật ra Hoặc là cửu vĩ hồ hoặc là câu hồn đoạt phách Mà những năng lực này kinh khủng đến mức danh sách quỷ dị đều là bị giam trong ngục giam hai năm rưỡi ta sáng tạo ra đấy chỉ vì ta thu được năng lực sáng tạo sinh vật danh sách mà kích hoạt năng lực này cần hoàn thành một nhiệm vụ đó chính là tiêu diệt toàn bộ dị thú xâm lấn lam tinh nhưng mà bởi vì ta là dị năng giả mạnh nhất thực lực không người chống lại khiến cho liên minh dị năng giả cảm thấy địa vị bị uy hiếp cho nên lúc ta cùng yêu hoàng chiến đấu cuối cùng hắn ngang nhiên phát động bối thứ dẫn đến ta thân bị trọng thương tu vi bị phế đi các ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa dị thú tuy rằng chết một cách quỷ dị nhưng vẫn còn sống lúc này ta trực tiếp đổ máu của tộc bất tử vào chủ vị cả tấm da người và hoa ăn thịt người đều được đặt vào rãnh phụ trong chớp mắt xuất hiện một cái ống nghiệm nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ thẫm chưa đặt tên cho thuốc thử hiệu quả không biết sử dụng khẩu phục nhìn chất lỏng quỷ dị này ta trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc thứ này thực sự có người muốn uống sao xem ra phải tìm một vật thí nghiệm rồi bởi vì bị giam trong ngục giam trước mắt chỉ có thể tiếp xúc đến cảnh ngục vài ngày sau cuối cùng cũng để cho ta đợi được mục tiêu thích hợp bên ngoài nhà tù có một vị cảnh ngục chuyên phụ trách trông coi phạm nhân đặc thù đêm hôm đó đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại đột ngột ta cũng gần như đồng thời mở hai tròng mắt ra đầu bên kia điện thoại truyền đến tin tức không tốt vợ con của cảnh ngục bị ba người dị năng sát hại mà hắn chỉ có thể nghe tiếng kêu thảm thiết trong điện thoại cho dù hắn hiện tại đuổi tới hiện trường cũng bất lực bởi vì hắn chỉ là một người bình thường căn bản không cách nào chống lại dị năng giả hắn ôm đầu ngã dạp trên mặt đất đồng tử của đôi mắt này đã sớm bị tơ máu bao trùm trong mắt chỉ còn lại báo thù cùng tử trí coi như ta bồi thường cái mạng này cũng tuyệt đối không để cho các ngươi dễ chịu thanh âm không lớn nhưng lại đặc biệt đinh tai nhức óc móng tay hắn cắm thật sâu vào lòng bàn tay máu huyết đỏ tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt lại lặng yên vang lên ngươi đi chẳng qua chỉ là tặng thêm mạng người mà thôi ánh mắt phẫn nộ của lý nhiên dừng lại trên người ta mà ta như ma quỷ dẫn người à hướng vực sâu lấy ra dược tề màu đỏ thẫm đã sớm chuẩn bị tốt nó có thể giúp ngươi có được lực lượng giết chết dị năng giả con ngươi lý nhiên trong nháy mắt phóng đại nếu như là người khác có lẽ hắn sẽ chẳng thèm ngó tới nhưng nam nhân trước mắt này từng là dị năng giả mạnh nhất toàn cầu hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự gì trực tiếp hướng về phía ta quỳ xuống chỉ cần ngài có thể để cho ta giết đám súc sinh kia, ta có thể trả bất kỳ giá nào, cho dù là sinh mệnh, cái giá không phải là ta định đoạt, uống xong ngươi liền biết là cái gì rồi, lý nhiên không chút trần chờ tiếp được nửa ống chất lỏng màu đỏ kia, lập tức ngửa đầu nuốt xuống, nhưng mà khiến hắn bất ngờ chính là, cửa vào trong nháy mắt, chất lỏng trực tiếp ngược dòng mà lên, đổ vào trong đầu óc của hắn, trong nháy mắt cảm giác đầu lâu phảng phất muốn nổ tung. Đại khái qua 10 phút, rốt cục hắn khôi phục bình tĩnh, loáng nghiêng đứng dậy, ngay tại thời điểm ta nghi hoặc vì sao không có biến hóa, Lý Nhiên đột nhiên cả người run lên, sau một khắc, cả cái đầu của hắn lập tức nứt ra, giống như đóa hoa nở rộ, nó nứt thành mấy cánh hoa kinh khủng có hàm răng dày đặc và dày đặc. Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên hoàn thành sáng tạo, ban thưởng tinh phẩm tài liệu bao một phần, mời ký chủ đặt tên cho danh sách quỷ dị một, ta kéo cầm nghĩ nghĩ, chậm rãi phun ra hai chữ, danh sách một côn bằng chủng, ban đầu đẳng cấp cấp C đỉnh phong, có thể phục chế năng lực, Ngụy Trang nhanh chóng khôi phục miễn dịch vết thương trí mạng, quả nhiên chỉ có cấp C sao, ta cũng không có ngoài ý muốn, nguyên bản bình dược tề này tài liệu cũng chỉ bình thường, bất quá cũng may túi tài liệu mới lấy được cũng không tệ, hẳn là đủ để ta sáng tạo ra một cái càng tốt hơn nữa, ba năng lực có thể phục chế trên người, cái thứ nhất không cần nghĩ cũng biết trực tiếp nhảy qua, ta hiện tại bị canh chừng nghiêm ngặt, có Ngụy Trang thế nào cũng vô dụng, về phần miễn dịch vết thương trí mạng và khôi phục nhanh chóng hai năng lực này cũng không tệ. Suy nghĩ một lát sau, ta dùng 30 điểm sáng tạo đổi lấy tốc độ khôi phục nhanh chóng. Miễn dịch vết thương trí mạng tất nhiên không tệ, nhưng tổng cộng chỉ có 150 điểm sáng tạo. Ở ngục giam so với bên ngoài còn an toàn hơn, không cần thiết đi đổi một ít năng lực tạm thời vô dụng. Lựa chọn khôi phục nhanh chóng cũng chỉ là vì để cho thương thế của mình sớm ngày khép lại. Còn lại 120 điểm sáng tạo hay là giữ lại sáng tạo quỷ dị kế tiếp đi. Sau khi ta làm xong một loạt chuyện này, Lý Nhiên cũng đã một lần nữa khống chế thân thể biến trở về bộ dáng ban đầu trong mắt của hắn hiện lên hỏa diễm báo thù ba ngày sau ba thanh niên bất lương từ trong hẻm nhỏ đi ra vương viêm khải mở miệng nói sao hai ngày nay đều gặp phải xương cứng vậy hai người khác cười ha ha ngươi vẫn còn chưa chơi được bao nhiêu trò sẽ không phản kháng chút ý tứ nào đúng lúc này một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên chuyển đến trong đêm tối yên tĩnh có vẻ đặc biệt quỷ dị chính các ngươi đã giết vợ con của ta một bóng người xuất hiện trước mặt ba người sau khi thấy rõ người tới ba người lập tức cười vang không ngờ ngươi lại tìm được can đảm lắm lão bà của ngươi rất nhận vương viêm khải càng nói càng hang say hoàn toàn không chú ý tới đồng tử đã biến thành màu đỏ của lý nhiên làm sao vậy hôm nay ngươi tới tìm ta là muốn báo thù cho các nàng sao chỉ bằng ngươi một người bình thường hắn thấy lý nhiên thật lâu không có phản ứng trong tay ngưng tụ một đoạn hỏa diễm ngươi đã đến tìm chết ta đây liền để cho một nhà các ngươi hảo hảo đoàn tụ nói xong liền đem ngọn lửa tản ra nóng rực lập tức ném thẳng về phía lý nhiên vương viêm khải bĩu môi xoay người liền kêu gọi hai người phía sau rời đi hắn thấy người bình thường chịu một kích của mình mười phần chết không có đường sống nhưng dưới sự chào hỏi của hắn hai huynh đệ khác lại chậm chạp không có phản ứng vương viêm khải vội vàng xoay người lại chỉ thấy lý nhiên đứng giữa trung tâm hỏa diễm cho dù làn da bị đốt đến mức phát ra tiếng xèo xèo nhưng hắn lại giống như không hề phát hiện trên mặt không có chút biểu tình nào vương viêm khải bị một màn quỷ dị này dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vừa định chuẩn bị bổ sung cho người trước mắt này một phát đầu lý nhiên bỗng nhiên nứt thành năm mảnh giang nhọn rậm rạp tràng chịt mỗi một cây đều cách đầu hắn không đến một ly tiếng kêu hoảng sợ vang vọng hơn phân nửa nội thành vương viêm khải trực tiếp cả người co quắp ngã trên mặt đất vần một phần bắp đùi mắt trần có thể thấy được một mảng lớn ướt đẫm có quái vật không 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 phải muốn ăn ta đáng tiếc không như mong muốn tiếng xương gãy thanh thúy vang lên theo cánh hoa trương ra hợp lại đầu vương viêm khải trong nháy mắt không cánh mà bay hai người phía sau bị dọa đến hồn phi phách tán thi thể không đầu bịch một tiếng ngã xuống hai người vừa rồi như vừa tỉnh mộng bắt đầu liều mạng chạy như điên, lý nhiên một lần nữa biến trở về nguyên dạng, nhưng vẫn là bộ dáng không chút rung động, sau một khắc hai cánh tay của hắn kéo dài như cao su, bỗng nhiên hai đạo thân ảnh bắn ra, đồng thời xuyên thấu qua hai cỗ thân thể, cho đến trước khi ý thức tiêu tán, khóe miệng hai người vẫn chưa hiểu lầm bẩm, dị thú không phải đã biến mất sao? Cùng lúc đó trong ngục giam đế đô cũng có, ta rất hứng thú, nhìn hình ảnh giả lập trước mắt, khi tất cả kết thúc chỉ còn một đường, danh sách một đánh chết ba gã dị năng giả cấp ép thu hoạch được ba điểm sáng tạo nhưng mà cấp ép mới có một chút khóe miệng ta hơi nhếch lên lại một lần nữa mở ra không gian chữ vật đã đến lúc nghênh đón thành viên mới rồi ba túi tài liệu theo thứ tự được mở ra chúc mừng đạt được bạch chỉ tán là huyết cực âm hắc ám nguyên vật chất lần này sáng tạo ra sẽ là cái gì đây phân bộ hiệp hội dị năng giả giang nam nhìn nữ nhân nhu nhược trước mắt muốn cự tuyệt còn nghênh đón hai mắt vương hạo thiên sáng lên vừa định chuẩn bị cầm thương xông trận nhưng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên lại một lần bại hoàn toàn do hứng thú của hắn vương hạo thiên vừa mới chuẩn bị nhận điện thoại giận giữ lái xe một trận nhưng khi nhìn thấy tính danh của người tới lập tức tức giận tiêu tan hết vẻ mặt cười làm lành hội trưởng đại nhân hôm nay ngày sao lại rãnh rỗi gọi điện cho thuộc hạ vương chấp sự sáng nay ngươi có đọc báo cáo không trong khu vực thành phố mà ngươi cai quản dường như có dị thú xuất hiện tối hôm qua đã chết ba dị năng giả một người trong đó là con của ngươi trong con ngươi vương hạo thiên tràn đầy vẻ không thể tin lập tức hai mắt đỏ thẫm trên cổ gân xanh bạo khởi điều đó không có khả năng trước đó không phải nói dị thú bị tiêu diệt triệt để sao hiện tại làm sao có thể còn có dị thú xuất hiện đây chính là điểm đáng ngờ nhất của vụ án lần này ta biết nỗi đau mất con của ngươi nhưng sự kiện này phát sinh ở bên trong khu vực ngươi quản lý lại vừa vặn cùng ngươi liên quan cho nên chuyện này liền do ngươi tiến đến điều tra vương hạo thiên cưỡng chế bi thương trong lòng hai mắt đỏ ngầu nói ta mặc kệ hắn là người hay quỷ chờ ta tìm được hắn nhất định phải phá vỡ hộ khẩu vạn đoạn một bên khác trong quán rượu tivi trên tường đang đưa tin tức dị năng giả bị hại lý nhiên một mình ngồi trước quầy ba không ngừng đem rượu cao độ đưa vào trong miệng hắn nắm chặt nắm đấm trong lòng rõ ràng chính mình có thể có được cỗ lực lượng này tất cả đều là bởi vì nam nhân thần bí kia trở qua trận danh tiếng này ta phải nhanh chóng trở về tìm vị đại nhân kia kỳ thật trước mắt lý nhiên hoàn toàn có thể không trở về ngục giam ở bên ngoài tiêu diêu tự tại nhưng không biết vì nguyên nhân gì từ khi hắn uống xong bình dược tề kia đã không còn nửa điểm tâm tư phản bội nữa rồi điểm này ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới một lát sau uống đến đầu có chút choáng váng Lý Nhiên chạy theo đứng dậy, ánh mắt hơi có vẻ mê ly đi ra ngoài quán bar. Ngay tại thời điểm hai chân hắn sắp bước ra khỏi cửa chính, một cỗ cảm giác nguy cơ không hiểu dâng lên, khiến cho trong lòng hắn nhất thời báo động mãnh liệt. Tuy y nháy mắt tan thành mây khói, thân thể cũng bởi vậy mà vô ý thức dừng lại nửa giây. Sau một khắc, theo một tiếng nổ cực lớn vang lên, một đôi thiết kiện phẳng phất bị thiêu đến đỏ thẫm, giống như đạn pháo từ không trung ầm ầm rơi xuống, hạng khắc bị nện trúng mặt đất lõm xuống đúng là khu vực hắn vừa mới chuẩn bị đặt chân chính là ngươi giết con trai của ta thân ảnh nửa ngồi chậm rãi đứng lên vương hạo thiên nhìn chằm chằm vào lý nhiên lửa giận trong mắt như muốn tràn ra ngoài lý nhiên âm thầm cảnh giác trong lòng cả kinh là hướng tới ta mà tới xem ra là ba người trước đó giết kia thấy người trước mắt thật lâu không có phản ứng vương hạo thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp một quyền đánh tới đầu lý nhiên phảng phất như là tia chớp xen lẫn hỏa diễm màu đỏ xẹt qua giữa không trung thiết tiền khổng lồ trong nháy mắt đã đến trước mắt hắn một quyền này tới cực kỳ đột nhiên lý nhiên căn bản không có thời gian để phản ứng theo đó một tiếng xương cốt vỡ vụng vang lên đầu óc của hắn trong nháy mắt bị đánh cho trống rỗng máu tươi từ thất khiếu điên cuồng tuôn ra lý nhiên mượn nhờ cỗ lực lượng này thuận thế không chế thân thể lùi lại mấy mét trong nháy mắt rơi xuống đất hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội thân thể sói cô cô suýt nữa ngã xuống miễn cưỡng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối diện vương hạo thiên trong con mắt của lý nhiên chỉ còn vẻ hoảng sợ nếu không phải có miễn dịch vết thương trí mạng cái kỹ năng có thể xưng là thần cấp này chỉ bằng một quyền vừa rồi của đối phương chỉ sợ mình đã một mạng minh hô rồi chỉ là cấp c lại còn có thể chịu được một quyền của ta xem ra ngươi quả thật không tầm thường trong con mắt vương hạo thiên lóe lên tinh mang khi thế của hắn chợt tăng lên toàn thân cao thấp đột nhiên tiến phát ra hỏa diễm nóng rực không gì sánh được đem cả người bắt đầu bao phủ cực kỳ chặt chẽ hy vọng ngươi có thể lại đánh tiếp một chút chết đơn giản như vậy quá hời cho ngươi rồi một thiết quyền đỏ thẫm to lớn đã hung hăng rơi vào trước ngực lý nhiên mặc dù sau khi hắn khống chế được thân thể trở nên mềm mại làn da như cao su đã tan mất một bộ phận lực lượng rất lớn nhưng xương sườn bị đánh chúng vẫn đứt gãy theo âm thanh của nó thân thể cũng như bao tải rách bay về phía sau trực tiếp đập quầy ba bằng gỗ vỡ tan tành may mà hắn còn có một năng lực khôi phục nhanh chóng vẻn vẹn vài giây đồng hồ xương cốt đứt gãy đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu nhìn lý nhiên lại lần nữa lảo đảo đứng lên vương hạo thiên không nói hai lời nắm tay to như bao cát lại lần nữa giống như hạt mưa rơi xuống hắn lại hoảng sợ phát hiện vô luận là đánh nát đầu hay là trái tim lý nhiên vậy mà lại có thể phục hồi như cũ với tốc độ cực nhanh sau đó lại trở nên giống như người không có việc gì đứng lên tiếp tục chịu đánh thời gian dài công kích liên tục khiến cho vương hạo thiên cũng có chút thở dốc lý nhiên lúc này cũng không chịu nổi mặc dù hắn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế nhưng loại cảm giác đau đớn khi mổ sọ toái tâm này nhưng lại là thật sự nếu như tiếp tục như vậy nữa hắn rất có thể sẽ thật sự táng mệnh ở nơi này không được nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy thoát ý thức hơi có vẻ mê man lý nhiên cắn đầu lưỡi một cái cảm giác đau đớn miễn cưỡng đổi lấy sự tỉnh táo trong thời gian ngắn một bàn tay nóng hổi đột nhiên xuất hiện một phát bắt được cánh tay của hắn nếu đã đánh ngươi không chết ta đây liền đem từng khối thân thể của ngươi dỡ xuống nhìn xem ngươi còn có thể mọc ra lại hay không bên tai truyền đến thanh âm kiếm lời trong nháy mắt làm cho đồng tử lý nhiên rung mạnh không đợi hắn có phản ứng gì vai trái của hắn liền bị nhổ tận gốc máu tươi nóng bỏng điên cuồng phun ra ngoài vương hạo thiên dùng sức nắm lấy cánh tay kia hỏa diễm ngập trời trong nháy mắt bốc lên ngút trời chỉ một lát sau lý nhiên đã tận mắt nhìn thấy cánh tay của mình triệt để hóa thành một khối than cốc vương hạo thiên tìm được phương pháp có thể triệt để giết chết hắn khi phát hiện cánh tay bị đứt của lý nhiên chỉ chậm rãi khép lại sau khi không cách nào tái sinh vương hạo thiên lập tức lộ ra nụ cười càn rỡ của nịnh làm sao vậy bắt đầu ngay từ đầu sốt ruột tay trái của hắn lần nữa như tia chớp thò ra lúc này đây trực tiếp giữ chặt lấy đầu lý nhiên kế tiếp chỉ cần hơi dùng sức một chút cái đầu này sẽ cùng thân thể một phân thành hai vương hạo thiên nổi giận gầm lên một tiếng vừa mới chuẩn bị phát lực đột nhiên cảm giác sau lưng không hiểu lạnh lẽo giác quan thứ sáu của dị năng giả nói cho hắn biết phía sau đang có nguy hiểm tới gần mình vương hạo thiên nhanh chóng quay đầu nhìn lại phía sau lưng chỉ thấy một quỷ ảnh không biết làm gì mà thành đang bay thẳng đến chán của mình nhanh chóng đánh tới quỷ ảnh đã gần đến mức bò sát bên cạnh trực tiếp xuyên qua tay phải hắn ta tinh chuẩn chui vào trong mi tâm ngay khi quỷ ảnh xâm lấn vương hạo thiên cả người phảng phất mất hồn con ngươi trong thời gian ngắn ngủi bắt đầu tán loạn lý nhiên thừa cơ dãy khỏi lòng bàn tay vương hạo thiên lập tức phi thân lùi về phía sau mấy chục mét ngay tại thời điểm hắn dừng thân hình lại lúc này mới phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình đây là một thiếu nữ mặc tố y màu trắng dáng người hơi có vẻ đơn bạc tại trên tay phải của hắn còn cầm một chiếc ô cổ đại màu trắng thuần lý nhiên nhìn thấy khuôn mặt có chút tái nhật này đột nhiên chứng minh điều gì đó thiếu nữ trước mắt này hắn biết rất rõ ngươi là nữ nhi của bạch đại ca trên khuôn mặt có chút bệnh trạng của bạch lâm nhi nhẹ nhàng giơ lên một đường cong lý thúc đã lâu không gặp thấy đối phương thừa nhận trong mắt lý nhiên lập tức hiện lên vẻ vui mừng ngươi tại sao lại từ trong bệnh viện đi ra không phải bạch đại ca nói ngươi bị ung thư sao nói được một nửa hắn liền ngừng lại Bạch Lâm Nhi nhìn ra được sự lo lắng của Lý Nhiên, yên nhiên cười, ung thư của ta đã được vị đại nhân kia chữa khỏi hoàn toàn, bây giờ tôi là quỷ ô danh sách hai. Lý Nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn về phía Bạch Lâm Nhi, trong con mắt tràn đầy phức tạp, lúc trước khi hắn rời khỏi ngục giam thứ 9, không thể không làm cho hảo huynh đệ Bạch Sơn của mình phải tạm thời thay thế chức vụ của mình, đoán chừng trong khoảng thời gian này, hắn đã đi qua nơi này bạch sơn để cho con gái mình cũng uống loại dược tề kia lý nhiên thở dài một tiếng bạch lâm nhi đoán được suy nghĩ trong lòng lý nhiên ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên bình tĩnh ta thực sự cảm tạ vị đại nhân kia đã cho ta tân sinh thay vì ở trên giường bệnh chờ đợi tử thần giáng lâm ta tình nguyện trả giá một chút này đổi lấy tự do đi ra phòng bệnh lý nhiên nghe những lời này thân thể không khỏi thư giãn chứng minh ngươi nói đúng là lý thúc suy nghĩ nhiều nếu không phải vị đại nhân kia chỉ sợ bây giờ ta còn vô lực báo thù đây trên khuôn mặt tràn đầy ý cười của bạch lâm nhi đột nhiên trở nên lạnh lẽo như vực sâu chúng ta đợi lát nữa tán gẫu tiếp tên kia tỉnh rồi trước tiên ta sẽ đem hắn giải quyết hết nàng bước một bước về phía trước giơ lên chui dù nhìn qua yếu ớt như gió thổi giấy trắng kia cây dù trắng tinh khuyên khắc trên trời nở rộ cái dù giấy kia tự nhiên trôi ra ngoài từng cỗ chất lỏng đậm đặc màu đen sẫm xiền xệt. chất lỏng này nhanh chóng bao phủ lên trên người bạch lâm nhi đợi đến lúc nàng mở ra hai con ngươi lần nữa con ngươi màu đen đã trở nên đỏ tươi cả người biến thành yêu diễm khó hiểu rốt cuộc ngươi là người nào mắt thấy toàn bộ quá trình này vương hạo thiên trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ rất không tốt bạch lâm nhi dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi vẻ mặt bệnh trạng cười duyên nói ta cũng không phải người độc ngươi có thể gọi người ta là quỷ tán sau đó nàng chậm rãi lơ lửng trong bầu trời đêm gánh nặng nhìn xuống vương hạo thiên đang trợn mắt há hốc mồm ngươi là cấp b đỉnh phong Vương Hạo Thiên lập tức kinh hãi thất sắc, không còn khí diễm kiêu ngạo lúc trước, chỉ cần có thể làm được đứng lơ lửng giữa trời, vậy ít nhất cũng là cấp B đỉnh phong, nhất định phải chạy trốn, ta muốn chạy trốn, nói tình huống nơi này cho hội trưởng đại nhân biết, Vương Hạo Thiên bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân sắc trên mặt đã trở nên kinh hoàng thất thố, hai chân không ngừng run rẩy, chậm rãi thối lui về sau, Bạch Lâm Nhi sao lại như hắn mong muốn, chỉ thấy nàng cầm cây dù giấy trong tay, nhẹ nhàng xoay một cái, lúc kiên phát tán ra quỷ khí màu đen nhìn thì cửa đá bỗng nhiên lớn dần lên vừa vặn đập vào trên đường mà vương hạo thiên chuẩn bị chạy trốn câu hồn tắc hồn không đợi vương hạo thiên kịp phản ứng sáu sợi xiềng xích nửa hư nửa thực bỗng nhiên từ trong quỷ môn thò ra nhanh chóng chen trúc lao về phía hắn mắt thấy sẽ bị sáu cái móc đâm vào thân thể trong lòng vương hạo thiên căng thẳng nhìn vào thân thể hắn hòm lửa định sẵn cháy cao một văn giống như hóa thành một đạo bình chướng ý đồ đón đỡ sáu sợi xích sắt nhưng mà tất cả những chống cự này đều là phí công chỉ thấy ngân câu mang theo xiềng xích trực tiếp xuyên thấu qua bình chướng giống như con quỷ ảnh vừa mới bắt đầu kia cùng nhau chui vào trong cơ thể vương hạo thiên chỉ một lát sau xiềng xích câu ra linh hồn của hắn con người của thân thể triệt để mất đi hào quang ngã trên mặt đất lang tịch bạch lâm nhi tay trái vẫy một cái linh hồn còn đang không ngừng đau thương đưa đến trước mặt lý nhiên lý thúc ta nói bị thanh âm của bạch lâm nhi làm cho cả kinh Lý Nhiên mới từ trong chấn động lấy lại tinh thần, nhìn linh hồn bị đưa tới, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không hiểu ra sao. Đại nhân nói, chúng ta có thể thông qua liệp sát dị năng giả để tăng thực lực lên, hấp thu linh hồn của gia hỏa này, ngươi hẳn là liền có thể đột phá đến cấp B. Lý Nhiên trần chờ trong chốc lát, hắn nhìn thoáng qua Bạch Lâm Nhi thật sâu, cuối cùng thở dài một hơi chọc khí, đầu hắn thoáng một cái bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước nứt ra thành năm cánh hoa trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của vương hạo thiên một ngụm đem linh hồn nuốt vào trong bụng ngắn ngủi tiêu hóa qua đi khi tức quỷ dị cấp b từ trên người lý nhiên lan tràn ra cánh tay bị chém đứt kia thế nhưng bắt đầu phục hồi như cũ với tốc độ cực nhanh tay trái mất mà lại được khiến cho trên mặt lý nhiên lộ ra nụ cười khó được bạch chỉ tán lần nữa khép lại nhật lâm nhi biến trở lại thời đinh bất vũ không chịu gió văn hóa giải công nàng nói cho lý nhiên biết nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ là là phá hủy hiệp hội dị năng giả giang nam hoàn toàn khống chế toàn bộ giang nam lý nhiên lập tức bị dã tâm khổng lồ này làm cho rung động vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ không tự tin hỏi không phải chỉ dựa vào hai người chúng ta chứ yên tâm vị đại nhân kia còn chuẩn bị cho chúng ta một trợ thủ bạch lâm nhi cười nhạt một tiếng lấy ra một ống thuốc thử màu tím sậm trông thấy thứ quen thuộc này lý nhiên chừng mắt một cái lúc này không dám tin kinh hô, đây là thuốc thử mới. Bạch Lâm Nhi nhẹ gật đầu, trở tay lại trịnh trọng thu ống thuốc thử này vào. Vị đại nhân kia nói, bảo chúng ta tự tìm người uống vào đi. Người kia chính là đồng bọn mới của chúng ta. Lý nhiên biểu lộ có chút trần chờ, chợt lại cẩn thận hỏi thăm, vị đại nhân kia còn có yêu cầu gì khác hay không? Bạch Lâm Nhi gật gật đầu, thân sắc có chút kỳ quái nói ra, nhất định phải là nữ nhân, hơn nữa tốt nhất là thành thục một chút. Nghe thấy yêu cầu này, Lý Nhiên khóe mắt có chút run rẩy, làm sao cảm giác, đây càng giống như sở thích của vị đại nhân kia. Vậy chúng ta đi đâu tìm người như vậy đây? Ngay tại thời điểm hắn vì thế mà đau đầu, một đạo thanh âm kiên định vang lên, Bỗng nhiên từ quán ba phía sau hai người vang lên tiếng động, có thể để cho ta thử một chút không? Hai người xoay người nhìn về phía người nói chuyện, hai vị đại nhân ta tên là Mộc Quán, là ông chủ quán rượu này. Tuy Mộc Xúc biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hai người vẫn nghe ra trong lời nói đối phương có chút khẩn trương. Chuyện vừa mới phát sinh ngươi đều nhìn thấy, ngữ khí của Bạch Lâm Nhi lãnh đạm, trong con ngươi hình như có hàn mang hiện lên. Mộc Quán thấy thế, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ gật đầu một cái, ta một mực trốn ở trong quán rượu. Bạch Lâm Nhi lại lấy ra ống thuốc thử màu tím sậm kia, ở trên tay ngọc cô quay, ngươi muốn uống bình này, không sợ biến thành bộ dạng người không ra người không ra quỷ của chúng ta sao. Nghe thấy câu nói này, Mộc Quán không có nửa điểm do dự, dứt khoát sức khoát một ngụm đáp ứng. Bạch Lâm Nhi cùng Lý Nhiên liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng ném bình thuốc thử màu tím kia tới, muốn uống thì cho ngươi uống đi. Dù sao ai uống cũng như nhau, cũng đỡ cho hai người chúng ta lại đi tìm người. Trong đồng tử mộc quán hiện lên một tia vui mừng, sau đó vội vàng duỗi hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được chất lỏng quỷ dị này đa tạ hai vị đại nhân thành toàn nàng không chút do so dự mở nút lọ của ống nghiệm ra ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu tím một quán đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt một trận thanh âm làm cho người ta sờn hết cả gai ốc vang lên dưới ánh mắt của hai người cạnh gỗ trên lưng chậm rãi sinh trưởng ra tám cái chân nhện khiến người ta kinh hồn táng đảm tám cái chân nhện này phảng phất như trường mâu kim loại tản ra ánh sáng lạnh lẽo u ám tơ nhện màu trắng lan tràn đến toàn thân quán gỗ tiếng xương cốt gây dựng lại kéo dài gần nửa giờ đồng hồ sau một xúc mạnh mẽ ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt quỷ dị mọc ra sáu con mắt sáng tạo hoàn thành mười ký chủ đặt tên cho danh sách ba quỷ dị nhìn hình ảnh trong tầm mắt chuyển đến ta sờ lên cằm chậm rãi nói cứ gọi là chu hậu đi tên đã được đặt thành công, danh sách quỷ dị ba mượn hậu đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị, ban đầu đẳng cấp B cấp trung kỳ, có thể phục chế năng lực, cảm giác nguy hiểm nhanh chóng sinh sôi này nở độc tố thần kinh, xem ra cùng phẩm chất quỷ dị vẫn còn tồn tại trên lệch khác, cái này quản dùng vật liệu dược tề sử dụng, thật ra là giống với số 2, nhưng cấp bậc ban đầu của quỷ tán chính là cấp B đỉnh phong, mà chu hậu chỉ có cấp B trung kỳ có điều năng lực của chu hậu không cần dựa vào đẳng cấp bản thể cũng không phải thủ đoạn công kích chủ yếu sát chiêu chân chính là sinh sôi này nở rất nhanh những con mang theo kịch độc sau đó ta mở bảng cá nhân ra phục chế năng lực cảm ứng nguy hiểm này lại danh sách thần tạo vật cấp bậc không có cao nhất có thể kế thừa cấp b đỉnh phong có được năng lực miễn dịch nguy hiểm cho vết thương trí mạng kỳ thật ta đã sớm có thể kế thừa đẳng cấp quỷ dị của cảnh giới sở dĩ không có động tác là bởi vì hiện tại đẳng cấp kế thừa quá thấp, cho dù từ trong ngục giam chạy ra ngoài, cũng sẽ bị dị năng giả cảnh giới cao đuổi giết. Mà lúc này, dưới lòng đất hiệp hội dị năng giả bên kia, gỗ đang treo ngược ở đỉnh cống thoát nước, thông qua phạm vi trăm mét, cảm ứng của nhện, do xét số lượng và thực lực của dị năng giả trong tòa nhà, tình huống cũng không tệ lắm, không phát hiện dị năng giả cấp A. Chiến lực cấp S trở lên cũng chỉ có 5 người, thực lực mạnh nhất là vị hội trưởng kia, cùng quỷ tán là cấp B đỉnh phong giống nhau. Nghe Mộc Xúc đưa tình báo, bạch lâm nhi hơi lâm vào suy nghĩ lần này chúng ta phải tốc chiến tốc thắng hai người các ngươi đi giải quyết ba tên chấp sự kia hai tên gia hỏa còn lại toàn bộ giao cho ta nghe vậy lý nhiên hơi nhíu mày một mình ngươi có thể sao yên tâm bọn họ không đả thương được ta thấy bạch lâm nhi có tự tin như vậy lý nhiên cũng yên lặng gật đầu không nói gì nữa chu hậu những thứ khác đều giao cho ngươi đại nhân nói dị năng giả một tên cũng không để lại một xúc gật đầu đồng ý trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị lập tức tám cây chu mâu khẽ rung động tơ nhận màu tuyết trắng điên cuồng tuôn ra nhanh chóng tại trần nhà góc tường trở thành một cái kén tơ hình bầu dục cực lớn không bao lâu từng con nhện con cắn rách kén tơ chen trúc mà ra những con nhện độc này giống như những đốm sáng nhỏ phủ kín toàn bộ cống thoát nước u ám một xúc giải thích với hai người chúng nó có thể thẩm thấu vào mỗi một góc của thành thị dưới tình huống này trong khoảnh khắc có thể khiến cho phương viên mười dặm biến thành một tòa độc thành dị năng giả dưới cấp chạm vào là chết ngay trên mặt bạch lâm nhi cũng không có biểu lộ khác chỉ là gật đầu nói nếu như đã an bài xong xuôi vậy thì đến lượt chúng ta xuất hiện mà hội trưởng lưu hải thanh sắp gặp đại nạn lâm đầu đang cùng thư ký luyện tập nhảy giáp chơi bóng rổ hai phần rưỡi sau hội trưởng như chút được gánh nặng đang lúc thư ký thu dọn bóng rổ dị biến phát sinh chỉ thấy một con nhện nhỏ trên trần nhà trong nháy mắt nổ tung nọc độc bắn tung tay đến trên người nữ nhân kia thật giống như bị tật axit sunuzic đặc vậy phát ra âm thanh xì xì dựng người thư ký không ngừng bi thương nhưng chỉ kéo dài hai giây rưỡi thân thể của nàng liền triệt để bị ăn mòn thành một khối than cốc trông thấy một màn bất thình lình này lưu hải thanh sắc mặt đại biến chờ hắn bước nhanh ra khỏi văn phòng lúc này mới phát hiện toàn bộ hiệp hội dị năng giả sớm đã lâm vào một mảnh hỗn loạn vô số nhận độc phân bố tại mỗi một góc của hiệp hội nhìn là hắn nhanh chóng nhảy ra cửa sổ nó lơ lửng trên mái nhà giữa không trung bọn đạo trích phương nào lại dám tập kích hiệp hội dị năng giả của ta cút ra đây cho ta tiếng ồn ào vang lên bạch lâm nhi nhàn nhã giống như là tản bộ vậy thân thể gầy yếu chậm rãi trôi nổi đến đỉnh lầu lớn trông thấy một màn này lưu hải linh giấy lên sóng gió động trời trong lòng hắn vội vàng giận dữ hét lên phía sau cường địch đột kích tất cả dị năng giả cấp b trong hiệp hội tập hợp vừa mới dứt lời không lâu chỉ thấy một bóng người tay cầm trường thương nhảy lên mái nhà sau khi phát giác được khí tức của bạch lâm nhi người tới chẳng những không sợ hãi trên mặt ngược lại lộ ra điểm hưng phấn dương võ ti làm sao chỉ có một mình ngươi những người khác đâu vẻ khinh thường trong mắt dương vũ tì lóe lên rồi biến mất bọn họ đang đối phó với hai cấp b khác ở dưới lầu nghe thấy lời này lưu hải thanh lập tức kinh hãi cùng ta đi chung một chỗ chạy nhanh giải quyết xong ra hỏa này kéo dài càng lâu chúng ta tổn thất lại càng lớn sắc mặt bạch lâm nhi như thường trên tay bạch chỉ tán chậm rãi bay lên dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người dương vũ ti đoàn vật chất đen kịt như mực kia bao trùm toàn thân nàng trong thấy một màn quỷ dị này lưu hải thanh trong lòng đã chung báo động mãnh liệt hắn còn chưa từng thấy năng lực quỷ dị như vậy hai vị đều đến đông đủ vậy thì mời vào quỷ môn một lần giữa không trung bỗng nhiên có một trận hắc vụ lượn lờ che lại tầm mắt của mọi người thanh âm của bạch lâm nhi vang lên từ bốn phương tám hướng để cho hai người dương vũ ti căn bản không phân biệt được vị trí của nàng lần đầu tiên đối mặt với loại thủ đoạn quỷ dị này lưu hải thanh rất nhanh liền thiếu kiên nhẫn một gốc cổ thụ trong nháy mắt từ trên mái nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ thụ ầm ầm tiến vào lục quang phát ra rực rỡ cùng hắc vụ đầy trời kia rằng co lẫn nhau hàng trăm hàng ngàn cành cây vung vẩy khắp nơi vọng tưởng dựa vào phạm vi công kích khổng lồ tìm ra vị trí của bạch lâm nhi rồi nhưng mà hết thảy phí công vô ích mấy giây sau sương mù đen vẫn bao phủ toàn bộ mái nhà lưu hải thanh chẳng những ngay cả góc áo bạch lâm nhi cũng không chạm đến ngược lại lãng phí một cách vô ích linh lực có hạn trong cơ thể đột nhiên hai người ở trung tâm chiến trường cảm giác được một trận mê muội lần nữa phục hồi tinh thần lại hắc phụ vốn đầy trời đã biến mất mà bọn hắn đi tới một chỗ địa vực xa lạ không biết tên trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị mục nát cùng tử vong hoan nghênh hai vị đi vào quỷ vực của ta bạch lâm nhi đang mặc một bộ váy dài bị nhuộm thành màu mực quang minh chính đại đi vào trong tầm mắt của hai người muốn từ nơi này đi ra ngoài phương pháp duy nhất chính là giết chết ta lưu hải thanh lúc trước đã bị đùa dỡn một trận rồi triệt để nhịn không được thanh lâm đã được chôn cất kèm theo một tiếng gầm thét, từng cây cổ thụ cao lớn cường tráng trong nháy mắt phóng lên trời, trong phạm vi vài dặm, bình nguyên xám cho đều đã bị màu xanh biếc thay thế, Lưu Hải Thanh trong nháy mắt thả lòng rất nhiều, có khu rừng rậm này ở đây, hắn tiến có thể công lui có thể thủ, cơ bản đã lập thế bất bại, Bạch Lâm Nhi tựa như nhìn kẻ ngu, trong mắt tràn đầy im lặng, nơi này chính là quỷ vực, âm khí tàn sát bừa bãi, diệt sạch tất cả sinh cơ, có thể nghĩ tới việc trồng cây trên vong linh chi thổ. Đây cũng là chuyện của ông trời, quả nhiên Lưu Hải Thanh còn chưa cao hứng được bao lâu. Phiến xanh biếc kia đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Sau một khắc, vô số quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện trên bình nguyên, bắt đầu cùng nhau xuất phát về phía vị trí của hai người Dương Vũ Tư. Hai người chưa từng thấy qua quỷ hồn loại vật này. Lưu Hải Thanh khống chế rừng cây dưới chân, lập tức ném ra một mảnh mâu gỗ dày đặc. Nhưng khiến hắn khiếp sợ là những cây mâu gỗ này không ngờ lại xuyên qua thân thể của quỷ hồn, không thể tạo thành nửa điểm tổn thương cẩn thận những vật này có thể miễn dịch với sát thương vật lý dùng thuật pháp dương võ ti rất nhanh đã nhìn ra manh mối Thần sắc trên mặt hắn ngưng trọng chưa từng có trước đó quả nhiên dưới sự công kích của thuật pháp quỷ hồn rất nhanh liền tan thành mây khói nhưng đây cũng không phải là một tin tức tốt bởi vì số lượng quỷ hồn căn bản giết không hết mà bên trong phương quỷ vực này bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp gì có thể bổ sung linh lực cứ theo đà này hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị linh lực khô kiệt mài chết dương võ ti suy tư một lát sau nói ngươi ngăn trở những quỷ hồn này ta đã giết bản thể của nàng dương vũ ti nhân thương hợp nhất giống như một quả đạn pháo trực tiếp phóng lên trời lại một lần nữa va chạm bạch lâm nhi cầm ô giấy trắng đón đỡ cánh tay cũng không trải qua một trận tê dại dương võ ti thế công mạnh lực trầm tuy nói còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với nàng nhưng bởi vì phải phân tâm đối phó lưu hải thanh hai người liền rằng co cái chán dương võ ti cũng đã toát ra mồ hôi hột tinh mịn nhưng bạch lâm nhi thủy chung vẫn là một bộ dáng nhẹ nhõm khoái trá giống như một đánh hai đều căn bản không có áp lực gì dị năng giả cấp đỉnh phong hắn cũng không phải là chưa từng giao thủ qua nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm như vậy cảm nhận được loại cảm giác vô lực rõ đầu rõ đuôi này không quá mấy phút đồng hồ một mình đối mặt với rất nhiều quỷ vật lưu hải thanh một tia linh lực cuối cùng trong cơ thể cũng bị triệt đề ép khô một trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên lưu hải thanh trong nháy mắt bị vô số quỷ hồn sơi tái hầu như không còn bạch lâm nhi đột nhiên cười quỷ dị một tiếng nàng vẫy tay một cái linh hồn lưu hải thanh đã bị nàng nắm ở trên tay một trận tiếng nuốt nuốt vang lên bạch lâm nhi đem linh hồn thể bán trong suốt nhét vào trong miệng khóe miệng của nàng lập tức cong lên một đường thỏa mãn đợi đến khi nàng mở mắt ra lần nữa một cỗ so với lúc trước hào hùng gấp mấy chục lần lập tức khí tức dâng lên truyền khắp quỷ vực dương vũ ti gần đó trợn tròn mắt trong phút chốc thân thể trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài dĩ nhiên là cấp a sơ kỳ trong mắt của hắn chỉ còn lại vẻ rung động nhưng càng làm cho hắn kinh hài hơn là phương thức bạch lâm nhi thăng cấp đúng là cắn nuốt linh hồn của người khác dương võ ti cũng rõ ràng chênh lệch giữa hai người lúc này trái tim hắn đã triệt để chầm xuống bàn tay trắng nõn của bạch lâm nhi chậm rãi rỗi ra Nhẹ nhàng nắm chặt lại, Dương Vũ Ti giống như bị một bàn tay lớn vô hình chụp lấy, chậm rãi nâng lên giữa không trung. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo thanh âm tương đối phá hư bầu không khí vang lên, "Ngươi là tiểu nha tiểu táo nhi?" Trong nháy mắt Bạch Lâm Nhi cứng đờ, Dương Vũ Ti cũng không đâm nữa, tình cảnh cực kỳ xấu hổ, khóe mắt Bạch Lâm Nhi hơi run rẩy một tay cầm lấy dương vũ ti ném mạnh xuống mặt đất mặt đen lên móc điện thoại di động ra bất quá khi nhìn thấy họ tên của người gọi điện thì nàng lập tức hoàn toàn không còn tức giận đầu bên kia điện thoại chỉ nói một câu lập tức cúp máy bạch lâm trên lem thu hồi điện thoại di động dưới ánh mắt kinh ngạc của dương vũ ti vung tay lên giải trừ quỷ vực từ giờ trở đi lập tức cút khỏi giang nam không thể bước vào nửa bước nữa dương vũ ti ngẩn người sau đó trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được Hắn nhìn Bạch Lâm Nhi thật sâu, sau đó hướng bên cảnh Giang Nam bỏ chạy, ta nhìn bóng lưng rời đi trong hình, ánh mắt thâm trầm, Dương Vũ Ti là do ta hạ hợp để Bạch Lâm Nhi thả đi, bởi vì chị của hắn Dương Văn Kiệm là ta vì số lượng tâm phúc không nhiều lắm, trong trận chiến cuối cùng, vì bảo hộ ta, Dương Văn Kiệm bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, sau khi vị dị năng giả cuối cùng rời đi, quyền khống chế Giang Nam Thành thực tế đã rơi vào tay ta, nhiệm vụ trưởng thành đã hoàn thành, trước mắt sáng tạo Thương Thành đã mở ra. Ngoài dự kiến chính là, Thương Thành cũng không phải bán ra bao vật liệu, mà là trực tiếp bán ra từng phẩm cấp tài liệu quỷ dị, tổng cộng có 6 thanh vật phẩm. Đều là một loại tài liệu quỷ dị phẩm cấp ngẫu nhiên, mà cách mỗi một ngày, 6 loại tài liệu quỷ dị sẽ tiến hành đổi mới. Lúc này đập vào mắt hắn là một vệt màu tím chói mắt, tài liệu quỷ dị, cấp sử thi, theo đôi cánh thiên sứ, điểm sáng tạo cần 200. Bởi vì trận đại chiến cách đây không lâu kia, hiện giờ điểm sáng tạo của ta có tổng cộng 80, ta không chút do dự cầm lấy cái này vật liệu cấp sử thi, cộng thêm hai tài liệu tinh phẩm lúc trước còn giữ lại, ta đã gom đủ rồi, một lọ cao cấp dược tề tất cả tài liệu. Vài giây đồng hồ qua đi, một bình chất lỏng màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt ta, bình dược tề này, trong lòng ta sớm đã có nhân tuyển tốt nhất phục dụng nó vì để thuận lợi đưa bình dược tề này ra khỏi ngục giam ta quyết định dùng những tài liệu còn lại làm tiếp một lọ khác dùng tài liệu tinh phẩm thế thân con dối hóa thành chủ dựa vào vật liệu cấp ưu tú ảnh nha và bột phấn liễm tức bình dược tề thứ hai cũng rơi vào tay ta ta nghĩ một chút hắn gọi bạch sơn thay lý nhiên trông coi mình bởi vì ta cứu nữ nhi của hắn bạch lâm cho nên bạch sơn bây giờ cũng coi như người một nhà ta chậm rãi đứng dậy đi đến cạnh cửa hắn đưa bình dược tề thứ hai tới sau đó đi thay ta làm một chuyện bạch sơn đưa tay nhận lấy trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ hắn không có nửa điểm do dự cha một cái rồi đổ chất lỏng đen kịt như mực kia vào trong miệng thân thể thống khổ biến hóa vẫn như trước đây nhưng bạch sơn vẫn dựa vào ý chí cô nen xuống quả thực là không có phát ra âm thanh vài giây sau thân thể hắn run lên bẩn bật sau lưng mọc ra một đôi cánh chim thật lớn một con quạ đen rơi xuống trên bờ vai của hắn phảng phất có được nhân tính sáng tạo hoàn thành, mời ký chủ đặt tên cho danh sách bốn quỷ dị. nhìn một màn thần kỳ trước mắt, tôi xoa xoa cầm, mới chậm rãi nói ra, cứ gọi là độ nha đi. tên đã được đặt thành công, danh sách bốn độ nha quỷ dị đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị. danh sách bốn độ nha ban đầu đẳng cấp b cấp trung kỳ có thể phục chế năng lực ảnh nha gọi thế thân ảnh nha liễm tức ra ảnh nha triệu hoán và ảnh nha thế thân là hai bộ kỹ năng người trước đem ảnh nha triệu hồi ra người sau có thể đem ảnh nha thay thế hóa thành hình người nói cách khác chỉ cần ta đổi hai năng lực này lập tức có thể chạy ra khỏi tòa ngục giam này nhưng cường giả giấu ở trong tòa đô thành này nhiều vô số kể nếu vượt ngục không chừng còn có thể cho người khác cơ hội đem chính mình diệt khẩu triệt để lúc ta suy nghĩ bay tán loạn bạch sơn đã biến trở về bộ dáng ban đầu ta không muốn trong tay ta có một bình dược tề bạch kim sắc khác, ném về phía Bạch Sơn, cầm bình dược tề này lên, đi Ma Đô tìm một người để cho nàng uống xong. Đại nhân yên tâm, Bạch Sơn cúi đầu trầm giọng đáp lại, sau đó một con ảnh nha xuất hiện trên vai hắn, hai tròng mắt dần dần trở nên có thần, nhìn qua nhục thân cũng không có biến hóa, nhưng trên thực tế đã bị khôi ngẫu thay thế, sau đó phố quạ đen mang theo năm dược tề, dương cánh bay ra ngoài ngục giam bởi vì tác dụng của liễm tức năng lực trên người hắn cũng không có bất kỳ ba động khí tức gì tựa như một con quạ đen bình thường không khiến cho bất kỳ người nào chú ý hiệp hội dị năng giả và bộ lạc lỏng lẻo ở đế đô lâm long thiên đang ngẩn người nhìn con quạ đen trên bầu trời một đạo thanh âm dồn dập từ ngoài cửa văn phòng vang lên hội trưởng không tốt xảy ra chuyện lớn rồi một bóng người vội vàng bước nhanh tới hiệp hội dị năng giả ở giang nam đã hoàn toàn không thể liên lạc được với bọn họ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị diệt mở miệng chính là một quả bom nặng ký làm sao có khả năng ai dám lớn mật như vậy trải qua chúng ta điều tra lần này tập kích giang nam chính là một cỗ thế lực không biết tên thực lực của đám người này rất mạnh quá trình chiến đấu mấy bình là nghiêng về một bên ngay cả tin tức cũng không thể truyền ra nửa điểm bất quá thấy đối phương nói một nửa lâm long thiên không kiên nhẫn thúc giục nói có chuyện nói mau mặc dù không có tin tức truyền ra nhưng căn cứ tình báo của bộ lạc đãi có một dị năng giả từ bên kia trốn thoát ra ngoài phó hội trưởng hiệp hội dị năng giả giang nam dương võ ti lâm long thiên nhíu mày là cái gai này hiện tại hắn người ở đâu sau khi rời khỏi giang nam hắn một đường tiến đến ma đô lâm long thiên khóe miệng khẽ cong lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo không có việc gì liền chạy đi xem phế nhân kia thật đúng là tỷ đệ tình thâm thông báo cho hắn lập tức quay đầu đi đến đế đô nếu như dám cãi mệnh hợp để hàn tiêu tự mình đi bắt hắn ta về mặt khác tiểu đội 6 vị thủ hộ giả đều huấn luyện như thế nào rồi nhìn xem người nào hứng thú để bọn hắn tiếp nhận chuyện giang nam nghe vậy khuôn mặt bóng người trước bàn làm việc vui vẻ hẳn lên tảng đá trong lòng cuối cùng rơi xuống đất sáu thủ hộ giả này đều là lúc trước cường giả sống sót sau trận đại quyết chiến kia trải qua thực lực ít nhất cũng phải cất bước bắc độ cấp s cùng lúc đó vùng ngoại ô ma đồ dương võ ti đã về tới nhà cho dù trên người phong trần mệt mỏi trong con mắt lại là sáng người thần kỳ mang ta đi gặp tỷ tỷ ta có lẽ ta đã tìm được biện pháp có thể làm cho nàng tỉnh lại nghe thấy lời dương võ Tì nói quản gia tóc trắng đột nhiên chấn động gia chủ ngài thật sự tìm được biện pháp chữa khỏi cho tiểu thư nhìn thoáng qua bộ dáng của dương vũ Tì, quản gia đáy lòng cũng không khỏi một trận chua sót nhiều năm trước dương văn kiệm đi theo ta chống cự dị thú nhưng khi chiến tranh kết thúc thiên dị thú trọng thương hôn mê trở thành người thực vật cảm nhận được cảm xúc của quản gia đang thay đổi. Dương Vũ Ti lại là tự diễu cười cười. Thận vị đại nhân kia sao? Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng thê thảm lúc, hắn quả thật hận không thể đi tìm ta tính sổ. Nhưng chờ đến khi biết kết cục của nhân vật truyền kỳ như ta, hắn hiểu được hóa ra tất cả đều là hiệp hội dị năng giả cố ý làm ra bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cứu chữa dương văn kiệm những ý nghĩ này một lần nữa lại xẹt qua đầu dương vũ ti khiến đôi tay hắn không khỏi nắm chặt thêm vài phần trước giường bệnh mộc mạc một khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng hiện ra trong mắt dương vũ ti khuyết điểm duy nhất chính là khuôn mặt đã quá mức trắng bệch không nhìn thấy một chút sinh cơ nào chỉ có từng nhịp tim yếu ớt đập có thể chứng minh đây còn không phải một hộ thể hốc mắt dương võ ti cũng dần dần hồng nhuận phơn phớt hắn tự lẩm bẩm vô luận như thế nào ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp trị lành cho ngươi. Nghĩ đến tao ngộ của mình ở Giang Nam, Dương Võ Ti trong con ngươi càng phát ra kiên định quang mang. Cho dù là mạo hiểm tính mạng, hắn cũng nhất định phải lại về Giang Nam tìm tòi nghiên cứu cạnh tranh. Đợi đến khi tất cả mọi người rời khỏi, một con quạ đen bình thường không có gì lạ, rơi vào trước bệ cửa sổ gian phòng, một màn xương đen bao phủ phía sau. Thân ảnh Bạch Sơn lặng yên bước vào trong phòng, đứng trước giường bệnh của Dương Văn Kiệm, Bạch Sơn mở bình dược tề dịch màu bạch kim ra, một giọt không lọt đổ vào trong miệng Dương Văn Kiệm. Làm xong những thứ này, Bạch Sơn lập tức vận dụng năng lực, che đậy tất cả tiếng động ở đây. Quả nhiên, vài giây sau, thân thể Dương Văn Kiệm liền bắt đầu run rẩy, trong cơ thể phát ra tiếng xương cốt gây dựng lại. Từng cây bạch cốt từ dưới da nàng toát ra, huyết nhục trên thân thể đã hoàn toàn bị vô số bạch cốt thay thế. Lưng của nàng cũng bắt đầu mọc ra cánh, một đạo thiên sứ quỷ dị toàn thân do bạch cốt tạo thành xuất hiện ở trước mắt Bạch Sơn sáng tạo hoàn thành, mời ký chủ đặt tên cho danh sách quỷ dị năm. Ta rất nhanh đã nói ra tên đã sớm chuẩn bị xong, cốt thiên sứ, tên đã được đặt thành công, danh sách năm cốt thiên sứ đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị, ban đầu đẳng cấp cấp S đỉnh phong, có thể phục chế năng lực, sứ đồ chuyển đổi cơn giận của thiên sứ. Sau khi hấp thu hoàn toàn năng lượng trong dược tề, Dương Văn Kiệm cuối cùng yếu ớt mở hai mắt ra, ngươi là ai, tại sao phải cứu ta, cho ta uống cái gì, trong lúc trở thành người thực vật, mặc dù nàng không thể động, nhưng vẫn giữ lại ý thức, có thể cảm nhận được mọi thứ phát sinh xung quanh. Ta cũng vô pháp giải thích cho ngươi, đại nhân chỉ bảo ta mang cho ngươi một câu nói, ngươi nghe xong rồi, tự nhiên tất cả đều sẽ minh bạch. Tiểu Dương Tử, ngươi nha, là hổ thật sao? Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, trong nháy mắt liền khiến cho thân thể Dương Văn Kiệm đột nhiên chấn động. Con ngươi nàng hơi co lại, mặt mũi tràn đầy kích động, một phát túm được bả vai Bạch Sơn, là đội trưởng giữa lông mày bạch sơn hiện lên một tia đau đớn vị trước mắt này chính là cấp s đỉnh phong thực lực sau một khắc ý niệm trong đầu hắn hơi động một chút thân thể biến thành vô số con quạ đen tản ra tại chỗ đợi cho ảnh nha màu đen lần nữa khép lại thân hình bạch sơn đã xuất hiện ở bên ngoài cách đó vài bước nhìn thấy đối phương thoát khỏi bàn tay của mình dương văn kiệm ngẩn người sau khi cảm nhận được lực lượng mãnh liệt trong cơ thể mình lúc này nàng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra vẻ mặt khi ý nói xin lỗi vừa rồi có chút kích động bạch sơn khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao nếu như đội trưởng trong miệng ngươi nói là người đã kết thúc chiến tranh dị thú kia đó hẳn là đại nhân không sai dương văn kiệm lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng đàn tranh dị thú đã kết thúc sao ta biết ngay đội trưởng nhất định có thể mau dẫn ta đi gặp hắn bạch sơn bất lực lắc đầu ôm lấy lấn hiếp chỉ sợ làm không được bởi vì đại nhân bây giờ đang ở trong ngục giam dị năng giả trong lòng dương văn kiệm nghĩ tới trăm loại nguyên nhân nhưng duy chỉ không nghĩ tới sẽ là dạng này giọng điệu của nàng kích động hỏi bạch sơn đội trưởng hắn không phải đã cứu vớt toàn bộ lam tinh sao hắn là chúa cứu thế của nhân loại vì sao bây giờ lại ở ngục giam bạch sơn bất đắc dĩ nhún vai bảy trước đây hắn chỉ là một người bình thường ở tầng chót xã hội mà thôi làm sao biết được những thứ này đây là hội trưởng dị năng giả hiệp hội lâm long thiên tự mình tuyên bố kết quả sau khi nghe thấy cái tên này dương văn kiệm trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả sở dĩ ngay từ đầu không hoài nghi đến trên đầu đối phương là bởi vì trước kia từ trước đến nay lâm long thiên luôn vâng vâng dạ dạ bình thường trông thấy đội trưởng đều đi vòng qua nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại có lá gan dám làm ra loại chuyện này ta còn có một vấn đề lấy thực lực đội trưởng vì sao lại bị lâm long thiên quan giam vào trong ngục giam vấn đề này ngược lại là mọi người đều biết bạch sơn rất nhanh đã đưa ra câu trả lời lúc trước trận quyết chiến cuối cùng kia tuy rằng đại nhân thắng thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương tu vi cả đời tan biến tại thời điểm đại nhân còn đang hôn mê đã bị lâm long thiên quan giam vào ngục giam rồi khuôn mặt dương văn kiệm trực tiếp âm trầm xuống hai nắm đấm của nàng trực tiếp bị bóp đến mức vang lên tiếng răng rắc có thể thấy lửa giận trong lòng hắn là như thế nào hay cho một lâm long thiên nếu ta không báo thù cho đội trưởng lão nương không phải họ dương nàng lập tức nghiêng đầu nhìn thẳng vào bạch sơn ngươi dẫn đường cho ta chúng ta đi cứu đội trưởng ra biểu tình của bạch sơn cuối cùng cũng nghiêm túc lên kiên quyết mà lắc đầu cự tuyệt nói ngươi không thể đi đại nhân hắn tự có sắp xếp ngươi cũng có chuyện khác muốn đi làm đại nhân chính miệng dặn dò ta để ta nhắc nhở ngươi hiện tại tuyệt không thể đem thực lực đem bại lộ dưới mí mắt hiệp hội dị năng giả nghe nói là mệnh của ta hợp dương văn kiệm lúc này mới khó có được lúc dừng lại yên lặng gật đầu nhẹ ta hiểu được đội trưởng bảo ta làm gì đại nhân bảo ngươi xử lý xong chuyện của mình sau đó trước tiên tiêu diệt phân bộ hiệp hội dị năng giả ở ma đô đã sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến giang nam nơi đó sẽ có một trận đại chiến lúc này cách giang nam trăm cây số một chiếc thuyền thủ hộ giả đang nhanh chóng tới gần trên chiếc cự hạm này ngoại trừ một tiểu đội thủ hộ giả 10 người ra còn chờ 500 binh sĩ tinh anh súng ống đầy đủ đại nhân còn nửa giờ nữa là đến mục đích Nam nhân đang tắm nắng chậm rãi mở hai mắt ra, cùng với uy áp của dị năng giả cấp S, một đạo thanh âm trong nháy mắt vang vọng cả chiếc cự hạp, tiểu đội Phong Tập tập hợp, vừa dứt lời, chín đạo thân ảnh liền chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt nam nhân, Phong Tập ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta sắp đến mục đích, đây là một nhiệm vụ dứt lời hắn quét một phòng đám người mở miệng điểm ra hai cái tên tôn ngọc xuyên tô sơn bắc nhiệm vụ lần này các ngươi đảm nhiệm tiểu đội trưởng mỗi người mang theo hai gã đội viên tạo thành một tiểu đội ba người do dự một chút sau lâm phong lại nói một cái tên khác ngươi cùng bọn họ dẫn đầu một tiểu đội tranh thủ nhiệm vụ lần này sau khi trở về đột phá cấp a ba người bị điểm danh bước ra khỏi đội ngũ ngoại trừ lâm phong khẽ nhíu mày ra hai người còn lại trên mặt đều là hưng phấn cùng sắc mặt vui mừng trở lại phòng xác nhận không có người giám thị về sau lâm phong mới câu mày lấy từ trong ngực ra viên châu đã nóng bỏng đến nóng bỏng kia bảo châu nguy cơ lại phát ra cảnh báo hơn nữa phản ứng mãnh liệt như thế chỉ sợ chuyến đi này có nguy hiểm rất lớn hắn nuốt ngụm nước bọt cảm giác nguy cơ trong lòng vẫn luôn khiến hắn đứng ngồi không yên kỳ thật hắn cũng không phải người của thế giới này mà là một năm trước bởi vì trò chơi thần bí nào đó xuyên việt đến tận đây tại cái tên kia tháp cao quỷ dị trong trò chơi hắn bắt đầu từ tầng dưới chót của một tòa tháp màu đen không ngừng hướng lên trên khởi sướng khiêu chiến mỗi một tầng của tòa tháp cao này đều có một con quái vật cực kỳ quỷ dị mà cường đại tầng thứ nhất tên là côn bằng trùng tầng thứ hai là quỷ tán một mực về sau mỗi lần đánh bại quái vật một tầng lâm phong đều sẽ thu hoạch được khen thưởng đặc thù đối ứng tỷ như viên bảo châu nguy cơ này chính là lúc hắn đánh bại chu hậu tầng thứ ba đặc thù ban thưởng lâm phong dựa vào thiên phú cao siêu của trò chơi mà nói một người đi ngang qua quan trảm tướng thẳng đến thời điểm ở tầng thứ năm gặp nữ tử tuyệt mỹ tên là cốt thiên sứ kia chỉ là một chiêu chỉ là đem chính mình đưa tiễn, đợi đến lúc hắn mở to mắt lần nữa thì đã đi tới dị giới đại lục này, dựa vào bốn bảo vật mang đến, mới trong thời gian ngắn tu luyện tới cấp B đỉnh phong, thành công gia nhập chi này vô số dị năng giả, tiểu đội thủ hộ giả đều tha thiết ước mơ, phong tập hào đã thành công đánh bại lục giang nam, nghe thấy âm thanh này truyền khắp cả chiếc cự hạm, 500 binh sĩ trang bị hoàn mỹ nối đuôi nhau mà ra. Mặt đất nhanh chóng chia làm 50 tiểu đội, bắt đầu toàn diện trải thảm tìm tòi toàn bộ Giang Nam. Trong đó một chi dựa theo kế hoạch vốn có, đi thẳng đến phân bố hiệp hội dị năng giả bị phá hủy, vận khí thật xui, làm sao lại bị phân đến nơi này? Một người không nhịn được áp lực trong không khí nữa, lửa giận ngập trời mà thốt ra từng chữ một. So với những nơi khác mà nói, mảnh khu vực vừa phát sinh qua đại chiến này, vừa đụng phải hệ số nguy hiểm không thể nghi ngờ là càng cao hơn. Một khi đụng phải loại tồn tại kia, bọn họ nhiều lắm là trước khi chết có thể đem tin tức truyền về. Về phần chạy trốn cũng đừng nghĩ, những dị năng giả kia chính là không coi chúng ta là người, để chúng ta đi chấp hành loại nhiệm vụ này. Tốt rồi câm miệng, người dẫn đầu rốt cuộc mở miệng, hai con ngươi lạnh lùng hướng phía sau cảnh tỉnh một cái, sau đó lớn tiếng trách cứ người vừa nói chuyện, bị giáo huấn một trận nam nhân tuy sắc mặt rất khó coi nhưng cũng không thể không yên tĩnh lại theo đội ngũ tiến lên mọi người rốt cục đi tới đã là một mảnh phế tích của hiệp hội dị năng giả giang nam bởi vì bị nọc độc của chu hậu ăn mòn lúc này cả tòa nhà như được bao phủ trong một lớp bột nhão trong ngoài đều là một mảnh tối như mực đi vào đi nhớ kỹ bảo trì cảnh giác bất cứ lúc nào đừng làm ra động tĩnh quá lớn mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong lầu còn chưa đi được bao lâu đột nhiên từng miếng từng miếng treo ngược trên không trung từ sợi tơ nhỏ dệt thành kén trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người mỗi một cái kén trắng đều lớn chừng một người trưởng thành phóng nhãn nhìn tới chỉ cần ở trong tầng này số lượng gần 50, đây đều là những thứ gì cảm xúc sợ hãi nhanh chóng lan truyền trong lòng mọi người người dẫn đầu phản ứng lại đầu tiên vội vàng phân phó mọi người mau mở camera ghi chép lại toàn bộ những thứ ở đây, ngay khi mọi người đang luống cuống tay chân, bất ngờ lại xảy ra, đột nhiên một viên đạn bắn ra, một cái kén trắng gần nhất bắn tới, viên đạn rơi vào mặt ngoài kén trắng, phát ra thanh âm như xuyên phá làn da, một cỗ chất lỏng màu xanh đậm tanh hôi, từ trong lỗ nhỏ bắn ra viên đạn róc rách chảy ra, một khắc viên đạn xuyên ra, trong lòng tất cả mọi người đều bị nhấc lên trong nháy mắt, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, cho đến khi trông thấy cái kén trắng kia không có động tĩnh gì lúc này mới sống sót sau tai nạn đồng loạt thở ra một hơi là ai bắn người dẫn đầu lúc này vô cùng phẫn nộ gào thét quay đầu nhìn đội viên phía sau chỉ thấy tên binh sĩ kia ngay từ đầu oán giận đang run rẩy cầm súng mặt mũi tràn đầy không biết làm sao ta quá khẩn trương không phải cố ý đầu lĩnh không chút lưu tình bước nhanh đến trước mặt binh sĩ mắt trợn lên mà chỉ vào đầu đối phương ngươi thiếu chút nữa hại chết tất cả chúng ta dưới sự tức giận mắng chửi của đội trưởng bảy người còn lại trong đội đều ném tới ánh mắt trách cứ vì sao là bảy người trong lòng người cầm đầu lập tức run lên vội vàng đếm lại nhân số một lần nữa còn có một người đi đâu hắn phát ra một đạo thanh âm dồn dập đội viên còn lại mới rốt cuộc phát giác được không thích hợp sợ hãi nhanh chóng lan tràn trong đám người người ở đây đều lộ vẻ khẩn trương đúng lúc này một trận tiếng cắn nuốt khanh khách từ đỉnh đầu bọn hắn chuyển đến chín người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên một man đập vào mi mắt trong nháy mắt làm cho trái tim tất cả mọi người cuồng loạn không ngừng chỉ thấy cái kén bị đạn phá vỡ cách đó không xa một con nhện độc lớn cỡ nửa người đang lẳng lặng treo ngược trên trần nhà tám cái chân nhện mọc đầy lông đen kia đang khép chặt lại một cỗ thi thể bị ôm chặt trong ngực dùng răng nhọn sắc bén không ngừng gặm ăn mọi người lập tức liền nhận ra đây chính là đội viên trước đây không lâu còn ở cùng bọn họ kia nhưng vẻn vẹn mới qua mấy hơi thở vừa rồi một người sống sờ sờ hiện tại đã bị gặm đến mức chỉ còn lại nửa người có dị thú trong nháy mắt tất cả mọi người đều luống cuống con nhện lớn như vậy khẳng định không phải là động vật bình thường trong nhận thức của bọn họ loại động vật biến dị này cũng chỉ có thể là dị thú không cần ngôn ngữ sợ hãi thúc đẩy chín người cơ hồ cùng lúc nâng súng lên quái vật trên đỉnh đầu đồng loạt khai hỏa viên đạn rơi vào trên người con nhện trong nháy mắt đánh ra từng cái hố nhỏ con nhện bị đau một trận lập tức buông thức ăn trong miệng ra dương Anh múa vuốt mà hướng chín người trên mặt đất gào thét phóng đi một tiếng giống này làm cho hỏa lực trên mặt đất càng thêm mãnh liệt vài phần máu tươi màu xanh lục như là dòng nước nhỏ trào ra không đợi đến gần chín người trước mặt nhện không chống đỡ nổi mưa bom bão đạn rơi xuống đất triệt để không còn sinh tức trông thấy một màn này thương trong tay mọi người mới dần dần bình ổn lại mỗi người đều là há to mồm thở hồn hển trong ánh mắt lộ vẻ kinh hồn chưa định đây rốt cuộc là quái vật gì có hai đội viên nhịn không được hiếu kỳ cẩn thận tiến đến trước thi thể con nhện nhưng đúng lúc này hai người còn đang vội vàng phát hiện thân thể con quái vật trước mắt này vậy mà vẫn còn có chút phập phồng chỉ thấy một túi độc màu xanh sẫm ở phần lưng càng lúc càng lớn giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy không thể chạy mau phát giác được có điểm không thích hợp trong miệng hoảng sợ kêu to đồng thời hai binh sĩ nhanh chóng chạy ra sau nghe thấy tiếng động mấy người còn đang nghỉ ngơi tại chỗ chỉ kịp ngẩng đầu nhìn về phía trước sau một khắc viên nang độc màu xanh sẫm lập tức nổ tung trong con ngươi bảy người đang nhanh chóng co rút lại hai tên đồng bọn đang chạy như điên trong nháy mắt bị độc dịch phun ra ngoài bao vây một trận thanh âm thảm thiết hào hùng vang lên hai người sống sờ sờ chớp mắt đã hòa tan thành một bãi bùn nhão đội trưởng tiến đến cứu viện bước chân dừng lại nửa đường lại là hai đội viên tử trận. Bọn họ tiến vào còn chưa tới 10 phút, 10 người đã ít đi ba người. Được rồi, số liệu nơi này đã thu thập xong xuôi, rút lui. Binh sĩ chuyên môn phụ trách truyền tin đột nhiên báo tin vui tới, khiến cho tâm tình vốn đang đè nén của mọi người thấy được một tia nắng ban mai. Người dẫn đầu cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói, trước tiên rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đã hắn vừa mới dứt lời bỗng nhiên một bóng đen cực lớn từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đầu đội trưởng đã không cánh mà bay thi thể không đầu không chút dấu hiệu ngã xuống sáu đội viên còn lại vẫn còn đang trong trạng thái mê man đầu óc trống rỗng một người trong đó nâng đèn pin trong tay lên rung động bỗng dưng chiếu lên trên đầu mọi người hoảng sợ phát hiện trước đó từng cái kén trắng toàn bộ bị phá vỡ một cái lỗ lớn Bên trong rỗng tuếch ngọn đèn bỗng nhiên lại chuyển động, một màn trước mắt trong nháy mắt khiến cho sáu người còn lại trong lòng tràn đầy tuyệt vọng bởi vì trên trần nhà bên kia, mấy chục con nhện lớn nửa người quấn lấy nhau, đã đối với bọn họ vẫn sức chờ phát động. Bên kia trên cự hạm thủ hộ giả, quan quân đem tin tức tiểu đội 10 người này toàn quân bị diệt, Tô Sơn Bắc, một trong những tiểu đội trưởng đã nói cho hắn biết, không đợi quan quân nói hết lời, hắn không kiên nhẫn khoát tay áo, có thu hoạch được thực lực cùng số lượng địch nhân hay không. Quan quân ngồi ở trước đài chỉ huy, một hơi thở nhưng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể thành thật trả lời, bọn họ gặp phải tập kích trước, đã đem tư liệu chuyển tới, trên màn hình thả ra một đoạn video binh sĩ bị nhận độc tập kích hoàn chỉnh đối tượng tập kích hiệp hội dị năng giả lần này dị thú nhận không biết chủng loại gì dị thú này có độc tính khá mạnh cấp bậc phổ biến ở cấp e đến c dự đoán số lượng tại hai ba trăm trái phải vậy mà thật sự là dị thú nghe thấy đối phương phân tích thân thể to lớn của tô bắc sơn hơi sững sờ trên mặt lộ ra nụ cười biến thái mang theo hưng phấn còn tưởng rằng không còn cơ hội chém bọn xúc sinh này nữa đi thôi chỉ là một đám côn trùng để cho ta trước tiên chém cho đã nghiền. Nhưng bên cạnh một gã nho nhã nam tử lại nhíu mày, việc này còn có chút kỳ quặc. Theo tư liệu biểu hiện, trong hiệp hội dị năng giả Giang Nam, tổng cộng có 6 gã dị năng giả cấp B trở lên chấn thủ nơi đây. Mấy thứ này tuy số lượng nhiều, nhưng mà đẳng cấp phổ biến thấp kém, tuyệt đối không thể giết được dị năng giả cấp B. Nói cách khác, nơi đó tuyệt đối còn cất giấu thứ gì đó. Nghe xong lời nói của Tôn Ngọc Xuyên, Tô Bắc Sơn chẳng những không dừng bước lại, ngược lại quay đầu cười giễu cợt nói ngươi không được làm sao biết phía sau những xúc sinh này là vật gì cấp đô a còn bó tay bó chân thật không biết lúc trước đội trưởng là như thế nào coi trọng ngươi tôn ngọc xuyên trong nháy mắt bị dọa đến á khẩu không trả lời được nhìn bóng lưng đối phương rời đi vội vàng triệu tập đồng đội bên cạnh cũng đi theo đợi đến khi hai nhóm người đều đi rồi trong phòng chỉ huy chỉ còn lại đám người Lâm Phong, lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào video trên màn hình, đầu óc trống rỗng, làm sao có khả năng, đây là tử thể của Chu Hậu, vì sao quái vật trong trò chơi kia lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Lâm Phong đã nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì trong video loại nhện này, đúng là trò chơi tháp cao mà kiếp trước hắn chơi, nhện chúa ở tầng 3 am hiểu sử dụng thủ đoạn công kích, mãi đến khi bị đồng đội bên cạnh lung lay, lúc này Lâm Phong mới từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, hai đội ngũ bọn họ đều đi xa chúng ta không theo sau sợ rằng ngay cả một ngụm canh cũng không uống được nghe đồng đội thúc giục lâm phong nhíu mày trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt hiện tại nơi này chỉ có chính hắn biết rõ sau lưng những con nhện này còn có một người thực lực siêu cường chu hậu đang khống chế bởi vì kiếp trước thông qua được cửa ải này hắn đã thăm dò được nhược điểm của chu hậu nếu như có thể thành công đánh giết đối phương tuyệt đối có thể tính là một công lớn nhưng vấn đề là hắn không rõ đẳng cấp của đối phương cũng không rõ ràng lắm có phải những boss sờ sờ khác cũng sẽ xuất hiện hay không dựa theo kiếp trước hắn xông quan đến xem mỗi một con boss sờ sờ ở bốn tầng đầu đều cực kỳ khó chơi nếu tụ tập cùng một chỗ sợ rằng sẽ trực tiếp thăng cấp đến độ khó địa ngục có thể hay không những quái vật này cũng là cùng thời gian với ta xuyên không tới đây nếu như là như vậy cấp bậc của bọn nó hẳn là cũng sẽ không quá cao, quang mang trong mắt Lâm Phong chậm rãi trở nên kiên định, ở trong game giết những con boss sờ sờ này có thể rơi đạo cụ, không biết giết thêm lần nữa có thể còn có kinh hỉ khác hay không, dù sao phía trước còn có người giúp ta thăm dò, đi xem một chút cũng không sao, nếu không địch lại, về sau tìm cơ hội khác, nội tâm âm thầm quyết định, hắn gọi hai đồng đội không nhanh không chậm, theo đuôi ở phía sau hai chi đội ngũ phía trước, nhìn sáu đạo thân ảnh đang phi nhanh trên đường cao tốc trên nhánh cây cách đó không xa, một con quạ đen đảo mắt một vòng, hiện lên một tia quang mang quỷ dị, ngay sau đó cánh chim màu đen lặng yên vỗ, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, trở lại trong một gian khách sạn cách đó không xa, quạ đen vững vàng rơi xuống, trên vai một nam nhân bình thường không có gì lạ, đợi đến khi đám quạ trên tay hóa thành xương đen biến mất, Bạch Sơn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, Độ nha, cá hơi lớn, tổng cộng có 6 con tới, hai cấp A trung kỳ nghe vậy bạch lâm nhi quỷ tán ngược lại thở dài một hơi đại nhân nói dị năng giả cấp s kia không đến là được hai cấp a kia giao cho ta bốn người còn lại các ngươi có thể giết thì giết thừa dịp đối phương còn chưa có kết cục cấp s chúng ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực lý nhiên và mộc xúc chu hậu liếc nhau trong lòng đồng thời dâng lên một cảm giác khẩn trương tuy rằng thông qua trận đồ sát trước đó hai người bọn họ đã phân biệt tăng lên tới cấp trung kỳ cùng hậu kỳ tiêu chuẩn nhưng đối mặt với địch nhân ở loại trình độ này bọn họ vẫn không giúp đỡ được gì chúng ta chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn thời gian là được rồi trợ giúp đã trên đường rồi nghe bạch sơn nói mới khiến cho mấy người ăn vào một viên thuốc an thần nếu không phải bạch sơn tin tức độ nha mang đến hiện tại đối mặt với dị năng giả cấp s chỉ sợ mấy người bọn họ đã sớm bắt đầu chạy trốn rồi đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ điếc tai như muốn nổ tung, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nam nhân dáng người cường tráng treo cao giữa không trung, nửa người trên để trần, hắn cầm trường đao trong tay hung hăng đập vào phế tích kiến trúc của hiệp hội dị năng giả, chỉ là một đao, cả tòa nhà cao mấy chục mét trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, vô số con nhện gào thét xen lẫn ở trong đó, quyết dịch màu xanh lục trên mặt đất lồi lõm đã hội tụ thành một dòng chảy không thèm để ý tới những con nhện may mắn thoát được một kiếp kia nữa khi tức tô sơn bắc nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm mét rất nhanh đã định vị được rồi khi tức rõ ràng khác hẳn với mấy người bạch sơn bình thường ta tìm được các ngươi rồi trong nháy mắt con ngươi của hắn sáng rõ mặc kệ ba bảy hai mươi trực tiếp bổ một đao về phía gian phòng bốn người bạch lâm nhi đang ở cho dù cách xa nhau trăm mét một đao này lan tràn ra đao khí như trước uy lực không giảm tòa nhà vốn đã cũ nát không chịu nổi dưới một đao này trực tiếp ẩm ẩm sụp đổ động thủ trong bụi mù truyền đến một tiếng quát nhẹ sau một khắc bạch lâm nhi đã mở ra dù giấy dẫn đầu lao ra khi tức trực tiếp khóa chặt hai gã địch nhân cường hãn nhất bách quỷ vực mở ra quỷ môn khổng lồ ầm ầm từ trên trời giáng xuống đập vào trước mặt tô bắc sơn và tôn ngọc xuyên vừa đuổi tới một cỗ cảm giác kéo dài đến từ linh hồn chuyển đến hai người ngã xuống không kịp đề phòng thoáng cái bị kéo vào bên trong quỷ môn nhìn hai dị năng giả cấp a trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bốn người còn lại còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì mãi đến khi ba người lý nhiên lộ ra thân hình quỷ dị của mình mấy người vội vàng ứng đối từ thực lực trên giấy đến xem bên phía lý nhiên là tuyệt đối yếu thế nhưng chiến cuộc sau khi đánh lại hoàn toàn ngược lại dựa vào thủ đoạn quỷ dị của ba người trong chiến đấu mạnh mẽ chiếm thượng phong nhưng ở bách quỷ vực bên kia tình huống quỷ tán của bạch lâm nhi không tốt lắm nàng vốn chỉ vừa mới đột phá cấp a nhưng hai người được kéo vào trong nhưng vừa vặn đều là dị năng giả am hiểu chiến đấu lúc này bạch lâm nhi cũng chỉ có thể dưới thế công mãnh liệt hắn vừa đánh vừa lui nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn hai người ở bách quỷ vực một đoạn thời gian nhưng mà mọi người rơi vào trong chiến đấu đều không phát hiện ra không biết lúc nào xa xa lại là ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên ngoài lúc bốn đội viên lâm vào hoàn cảnh xấu bọn họ thình lình lựa chọn động thủ một đạo kiếm minh thanh sạch qua lý nhiên người đã có bốn dị năng giả công kích hồi lâu vẫn không có kết quả trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn chỉ thấy lâm phong tay cầm trường kiếm từ trên trời giáng xuống giống như là biết nhược điểm của hắn vậy trực tiếp chém xuống một cánh tay của hắn tuy rằng sau khi đột phá cấp b lý nhiên đã có được năng lực tái sinh nhưng cánh tay lại mọc ra trong thời gian mấy chục giây này chính là không chung đủ để cho hắn trí mạng mắt thấy công kích lần nữa đánh tới lý nhiên vẫn luôn đứng ở phía trước nhất bất đắc dĩ lui về phía sau mấy bước trông thấy loại tình huống này bạch sơn độ nha lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra tâm hữu linh tê đánh vào phía trước nhất so với những người khác hắn thẹn thùng thân thể ít nhất còn phải bị đánh một chút huống hồ ngẫu nhiên có thể trọng tạo cho dù bị phá hủy cũng không tính là đại sự gì sau khi lâm phong thành công đánh lui lý nhiên chủng lại là hai gã dị năng giả cấp b hậu kỳ phi thân mà ra trông thấy viện quân đã tới bốn người vốn bị áp chế trên mặt nhau nhau lộ ra sắc mặt vui mừng lâm phong biểu lộ ngưng trọng nhìn ba người trước mắt ý nghĩ trong lòng vào giờ khác này rốt cuộc được chứng thực chu hậu và cả nhận nha ba người này đều là s tư trong trò chơi kia không nghĩ tới thật sự xuất hiện ở chỗ này đợi chút quỷ tán ở tầng thứ hai đi đâu rồi hắn lập tức nhìn về phía bốn đồng đội đến chỗ này trước nhất còn có một con quỷ dị đi đâu mọi người ngẩn người quỷ dị là chỉ những người này sao quả thật còn có một người mà thực lực xử đạt đến cấp a bất quá ngay từ đầu đã biến mất cùng tôn ca cùng tô ca nghe vậy lâm phong lập tức nghĩ đến năng lực của quỷ tán kia nếu như đoán không sai hẳn là bị quỷ tán kéo vào trong bách quỷ vực rồi hắn suy nghĩ một chút nói với mọi người trước người ta đi cứu hai người bọn họ ra sáu người các ngươi ở lại đây con quỷ dị mà ta vừa công kích kia tên là chủng có thể miễn dịch tất cả vết thương trí mạng nhưng tứ chi tái sinh cần có thời gian chặt đứt tứ chi của hắn không uy hiếp đến hắn con nhện kia tên là chu hậu nhược điểm là bụng chú ý nọc độc của nàng là được về phần còn lại cái kia độ nha bản thể của nó là con quạ đen kia thân thể chỉ là thẹn không nên dây dưa quá nhiều nhược điểm của ta đã nói cho các ngươi biết tận lực bắt sống bọn chúng tiếng nói vừa dứt trong tay lâm phong bỗng nhiên ném ra một đạo cánh cửa nhỏ tản ra hàn khí sâu thẳm cánh cửa nhỏ xuất hiện giữa không trung trong nháy mắt đón gió thấy bay dài nhìn kỹ lại thì đó chính là phiên bản thu nhỏ của quỷ môn lúc này biểu lộ của ba người lý nhiên đã trở nên vô cùng ngưng trọng vừa rồi lâm phong nói bọn họ cũng đều nghe thấy được nói ra hết nhược điểm của bọn hắn rốt cuộc người này có lai lịch gì làm sao lại rõ ràng chi tiết của chúng ta như vậy bạch sơn lắc đầu trầm giọng nói nếu như chúng ta lại nghĩ không ra biện pháp chỉ sợ hôm nay thực sự phải bàn giao tại đây rồi một bên khác sau khi bước vào quỷ môn lâm phong cực kỳ đột nguyên xuất hiện ở bạch lâm nhi quỷ tán trong quỷ vực hắn đột nhiên xuất hiện không chỉ có làm cho hai mắt bạch lâm nhi ngưng tụ mãnh liệt ngay cả hai người tô bắc sơn cũng có chút ngoài ý muốn lâm phong không để ý đến hai người đầu tiên là nhìn thoáng qua bạch lâm nhi sau khi xác định chỉ có cấp a sơ kỳ mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra một hơi đi theo ta chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp ba người lâm phong ở trong quỷ vực công khai rời đi chỉ còn lại bạch lâm nhi mặt mũi tràn đầy lỗi ở lại chỗ cũ trong ngục giam thứ 9 của đế đô ta nhìn hình ảnh cũng không khỏi nhíu nhíu mày lâm phong đối với mấy cái sáng tạo vật này vô cùng quen thuộc dường như còn có được năng lực tương tự với bọn họ đúng lúc này có một cái đến từ tương lai xin kết nối xin hỏi có kết nối hay không ta nhíu mày trên mặt lại lộ ra một nụ cười hứng thú điện thoại vừa mới kết nối một đầu khác thanh âm đã không thể chờ đợi được vang lên kích nghe thấy thanh âm quen thuộc này trong nháy mắt ta liền ấn chứng suy đoán trong lòng mình nhưng ngữ khí nói chuyện của đối phương lại làm cho mặt của ta không hiểu sao tối sầm lại sở dĩ thanh âm quen thuộc như vậy là bởi vì người trò chuyện này chính là bản thân đến từ tương lai, món đồ chơi mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, hẳn là nhận được a. À, vẻ mặt ta tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến một bóng người, chẳng lẽ Lâm Phong kia là ngươi làm ra. Thời gian không nhiều lắm, ta chỉ nói ngắn gọn vậy, Lâm Phong kia ngươi phải nuôi thật tốt mới được, trong cơ thể hắn có một viên thần cách chưa thành hình, đây chính là ta trả một cái giá lớn mới có thể làm cho ngươi, dựa theo đẳng cấp thế giới kia của ngươi bây giờ mà nói, chờ hắn đến cấp 3SS thì có thể đào ra dùng đến lúc đó ngươi có thể sáng tạo ra đệ nhất tôn thần chân chính trên ý nghĩa trừ cái đó ra ngươi có thể lấy chút máu của hắn đối với giai đoạn hiện tại mà nói cũng là một loại tài liệu không tệ nói tóm lại là như vậy tên kia toàn là bảo bối dùng như thế nào liền xem chính ngươi rồi còn có mấy ngày nay điểm sáng tạo của nhiều quốc gia nếu như ta nhớ không lầm vật liệu cấp truyền thuyết đầu tiên của trung tâm mua sắm sắp soát ra rồi cứ như vậy đi chuyện còn lại ta cũng không thể nói quá nhiều. Câu nói cuối cùng kết thúc, cùng tương lai cũng vừa vặn chặt đứt tuyến liên kết, tổng hợp lại một phen lời nói cuối cùng của đối phương. Ta rất nhanh liền lấy ra tin tức trọng yếu, tên Lâm Phong này cũng không phải khí vận chi tử gì đó, mà là tương lai chính mình, lễ vật chuẩn bị cho mình bây giờ. Cho nên đối với Lâm Phong, ta phải bảo đám quỷ dị kia cẩn thận một chút, đừng có giết chết sớm, còn muốn trước tiên đi kiếm chút máu huyết. Ta đưa tay gọi tới con quạ đen đứng nhân đứng ở bệ cửa sổ kia. Một phen nói xong, quạ đen dương cánh bay ra khỏi lồng giam hướng chiến trường phía nam vội vã đi tới hiệp hội dị năng giả giang nam ô dãy cùng khoát đao hung hăng đụng vào nhau không đợi bạch lâm nhi quỷ tán lấy hơi lại là một mũi tên kéo đuôi lửa màu xanh phá vỡ bầu trời trực tiếp bắn nhanh về phía trái tim của nàng bạch lâm nhi khẽ cắn môi chỉ kịp đem dù giấy che trước ngực cứng rắn chống đỡ một kích này nhưng phải trả một cái giá lớn lại là cán dù trùng trùng điệp điệp đâm vào lồng ngực của mình khi nàng bị đánh lui hơn 10 thước đồng thời một ngụm máu đỏ tươi phun ra ngoài bạch lâm nhi nâng tay áo lên không thèm để ý xoa xoa vết máu trên khóe miệng hai dị năng giả cấp a trung kỳ thay nhau oanh tạc dưới sự trợ giúp của quỷ vực nàng đã dần dần giật gấu vá vai quay đầu nhìn về phía đồng bạn lại phát hiện tình huống của mình bây giờ là tốt nhất rồi trong mấy người thì người thảm nhất chính là lý nhiên sau khi bị lâm phong chỉ rõ nhược điểm lý nhiên nhanh chóng bị cắt đứt tứ chi dưới sự vây công của mọi người hiện tại hắn đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu bị một dị năng giả cấp b nhìn thấy tay chân vừa mọc ra đã bị chém đứt một xúc cũng không tốt đến đâu nhưng cũng may người vây công nàng tương đối ít lại thêm đẳng cấp cao hơn một chút ngược lại là còn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, mà tuyệt đại bộ phận người đều ở dưới sự chỉ huy của Lâm Phong, cùng nhau bắt lấy độ nha rồi đi, sau khi bỏ qua thân thể con rối, Bạch Sơn liền biến thành vô số hư hư thực thực ảnh nha, trên không trung khiến mọi người đau đầu không thôi, nếu Bạch Sơn muốn chạy, cho dù là hai dị năng giả cấp A ở đây, cũng không nhất định có thể giữ được hắn nhưng bạch sơn biết rõ chỉ cần mình kéo dài thêm một chút chờ vị cốt thiên sứ kia trình diện tất cả địch nhân đều giải quyết dễ dàng lý nhiên đã bị gọt thành gậy người nằm trên mặt đất vẻ mặt sinh không thể luyến ở bên cạnh hắn một đội viên tiểu đội phong tập bắt chéo hai chân bắt chéo vẻ mặt thành thơi thấy tứ chi lý nhiên đứt rời lại toát ra mầm thịt hắn lúc này mới không nhanh không chậm mà nâng đao đứng dậy quan sát cái này quái vật trước đây không lâu khiến cho mấy người phe mình đều vô kế khả thi ừ cười nói lại mọc ra rồi đừng có gấp lão tử lập tức cắt cho ngươi chỉnh chỉnh tề tề nghe thấy lời này không biết vì sao lý nhiên vốn mấy lần trước đều không thèm để ý chút nào lúc này đây lại đột nhiên chừng lớn con ngươi trước đó không phải ngươi rất điên sao hiện tại biết là sợ rồi nghe thấy đối phương nói lý nhiên lại không rõ ràng cho lắm chỉ biết ngẩn người nhưng rất nhanh con mắt hắn xoay chuyển vội vàng đáp đúng đúng sợ rồi buông tha ta có được hay không tên đội viên này tựa hồ cũng không ngờ tới lý nhiên vừa rồi còn vẻ mặt cứng rắn hiện tại làm sao lại đột nhiên cầu xin tha thứ bất quá mặc dù không nghĩ rõ ràng vẫn là không ảnh hưởng hắn đắc ý trào phúng hiện tại mới cầu xin tha thứ không cảm thấy quá muộn sao ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nằm xuống cho ta đi chờ trở lại phòng thí nghiệm thủ đoạn của đám lão già kia có ngươi dễ chịu thấy tứ chi lý nhiên đã mọc ra một nửa hắn giơ đao trong tay lên không chút do dự liền chém xuống thanh âm lợi khí đâm rách huyết nhục vang lên nhưng tứ chi lý nhiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hại như cũ hắn cúi đầu nhìn xuống một thanh cốt nhận trắng như tuyết từ trong lồng ngực của mình đi ra ngoài hai mắt hắn trừng trừng muốn nhìn chủ nhân của thanh cốt nhận này nhưng đầu còn chưa chuyển đến một nửa thân thể đã cứng ngắc một dị năng giả cấp b hậu kỳ cứ như vậy triệt để không còn sinh tức cốt nhận bị rút ra không có chống đỡ thi thể thoáng cái liền ngã trên mặt đất ngay sau đó thân hình lộ ra là một nữ nhân tóc trắng toàn thân do bạch cốt tạo thành dương văn kiệm búng tay một cái bộ vị lý nhiên thiếu hụt nhanh chóng mọc ra bạch cốt làm quen một chút băng thiên sứ có xương cốt huyết nhục gần như trong nháy mắt liền phục hồi như cũ lý nhiên lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên đa tạ ta là một chồng cũng may ngươi tới kịp trước tiên có thể giúp một việc được không bọn họ giống như sắp không chịu nổi dương văn kiệm lại không hề nóng nảy chút nào hơi ngẩng đầu nói ra yên tâm đã có người đi cứu lý nhiên biểu lộ có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía chiến trường quả nhiên trong chiến trường chẳng biết lúc nào đã có thêm người bốn chiến sĩ được đúc từ bạch cốt giống như là trong trò chơi có một hiệu hiệp binh hóa ngũ diễn sinh vật bạch cốt cấm vệ bất quá chờ hắn phát hiện đẳng cấp bốn tôn hào hào chiến sĩ trong nháy mắt bị dọa cho giật nảy mình bốn người đều là cấp a đây là ngươi làm ra từ khi ngươi xuất hiện dù sao những chiến sĩ hào giác này nhìn qua cũng không phải là không có cùng với thiên sứ xương cốt không thể tách rời so với lý nhiên khiếp sợ dương văn kiệm lại biểu hiện không cho là đúng làm sao vậy có kinh ngạc như vậy sao nghĩ đến các ngươi bên này còn thiếu khuyết chiến lực sau khi tiêu diệt hiệp hội dị năng giả ma đồ dứt khoát liền đem mấy thi thể cấp a kia luyện thành những cấm vệ bạch cốt này hiệp hội dị năng giả ma đồ một mình ngươi tiêu diệt vậy tại sao không đem dị năng giả cấp b luyện hóa luôn đi dương văn kiệm kỳ quái nhìn hắn một cái sau đó hắn nói một cách đau lòng cấp sục một cái một mảnh vỡ còn lãng phí công phu này làm gì chứ không làm phiền ngươi đội trưởng còn an bài cho ta nhiệm vụ tiếng nói vừa dứt dương văn kiệm không để ý tới lý nhiên bị hao tổn đạo tâm nữa thân hình lóe lên trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ bên kia đột nhiên xuất hiện bốn bạch cốt cấm vệ khiến cho hai bên đều đồng thời ngẩn người chỉ có bạch sơn sau khi nhìn thấy dương văn kiệm ở xa xa lập tức mặt mũi tràn đầy mừng giữa hô viện quân của chúng ta tới rồi phong tập tiểu đội hiển nhiên cũng nghe thấy lời hắn nói công kích trên tay lập tức chậm lại mặc dù còn không có xác minh đẳng cấp của bốn con quái vật này nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì dường như cũng không phải là mặt hàng đơn giản gì mà khi nhìn thấy bốn gã chiến sĩ kiệt xuất này phản ứng mãnh liệt nhất lâm phong dẫn đầu vây công bạch sơn rồi những chiến sĩ hào mang này là tầng thứ năm sau khi liên tưởng đến chủ nhân của những cấm vệ bạch cốt này cảm giác áp bách mang tới cho hắn trong nháy mắt lại lần nữa đánh tới một khắc khi cốt thiên sứ đi ra ngoài hắn ngay cả hồn đều thiếu chút nữa bị dọa bay lâm phong luống cuống móc ra một khẩu súng tín hiệu sau đó nhắm thẳng vào trời cao không chút do dự bóp cò súng một đạo tín hiệu đạn cực kỳ trói mắt lập tức phóng lên cao trong chớp mắt chiếu sáng cả khu vực lâm phong ngươi thế nào lại bắn tín hiệu không phải chỉ là mấy bộ bạch cốt sao ngươi cứ như vậy từ bỏ thành tích nhiệm vụ lần này đối mặt đồng đội kinh trạch cùng chất vấn căn bản không cần lâm phong mở miệng giải thích bởi vì sau một khắc bốn đạo khí thế cấp a trung hậu kỳ trong nháy mắt liền mạnh mẽ khuếch tán ra đúng là bộ bạch cốt lúc trước mọi người nói tới tất nhiên đều là cấp a làm sao có khả năng lần này mọi người triệt để trợn tròn mắt không kịp suy nghĩ nữa mấy người nhao nhao noi theo lâm phong móc ra súng tín hiệu liền hướng lên trời đánh nhưng đúng lúc này đám cấm vệ bạch cốt đã bắt được khoảng trống ngang nhiên động thủ một vòng bạch cốt trường thương đồng loạt đâm ra chờ lần nữa thu hồi trở về trên trường thương đã chỉnh tề xuất hiện bốn cỗ thi thể tranh lệch cả một đại cảnh giới để cho bọn dị năng giả tự xưng là tinh anh thiên tài này căn bản không có nửa điểm cơ hội chạy trốn chỉ có lâm phong đứng khá xa sau khi nhìn thấy một màn này lập tức lặng lẽ bóp dấu tay trong lúc lơ đãng hắn tiến lên hai bước hình như không cẩn thận tiến vào phạm vi công kích của cấm vệ bạch cốt sau một khắc dưới một vòng tàn sát của cấm vệ bạch cốt lâm phong không ngoài dự liệu bị một thương đâm trúng tiệt để không còn động tĩnh nhưng ở nơi mọi người không nhìn thấy lâm phong đang ẩn thân đã lặng yên thoát khỏi chỗ cũ không biết chạy bao lâu hắn mới có lòng còn sợ hãi dừng bước lại thở hồn hển hai hơi thật dài nguy hiểm thật may mắn con dối thế thân còn thừa một cái ta phải nhanh chóng rời khỏi đây cũng không biết phong tập có thể đánh bại cốt thiên sứ hay không ngay cả cấm vệ bạch cốt được triệu hồi ra cũng có cấp a bản thân cốt thiên sứ kia ít nhất cũng là cấp s quá kinh khủng càng đừng nói cũng không biết phía sau còn có bao nhiêu đây lâm phong nuốt nước bọt không dám tiếp tục nghĩ nữa cũng không biết phong tập có tới không mặc kệ về chiến hạm trước đi hắn nhận thức chuẩn phương hướng vừa chuẩn bị tiếp tục lên đường thân thể lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng không hiểu nhấc lên Ngươi là người đầu tiên chạy, xem ra biết không ít thứ a, à. âm thanh thập phần êm tai, nhưng đồng tử Lâm Phong lại lộ ra một tia sợ hãi, hắn cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên, 898389C nhị sứ, IS8 sứ, lúc này đã lặng yên xuất hiện, bạch sắc cốt nhận, không nói lời nào, từ phía sau lưng đâm vào bụng Lâm Phong, Lâm Phong đau đớn không khỏi nhe răng nhếch miệng bất quá hắn nhìn không thấy góc độ, huyết dịch từ trong thân thể hắn chảy ra dọc theo cốt nhận nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào trong bình thủy tinh mà Dương Văn Kiệm chuẩn bị xong, đội trưởng cũng không nói muốn nhiều, được rồi, càng nhiều càng tốt, dù sao chỉ cần lưu lại một hơi là được rồi, Dương Văn Kiệm thì thào lẩm bẩm, nhưng Lâm Phong nghe không rõ, trong cơ thể, lượng lớn huyết dịch sói mòn khiến cho ý thức của hắn càng thêm mê man cảm giác được sinh mệnh trôi qua, trong mắt Lâm Phong đã chỉ còn lại tuyệt vọng, ta phải chết sao, ta là nhân vật chính, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, trong lòng hắn muốn ra sức hò hét, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại nhỏ như mũi không thể nghe thấy, buông tay. Đột nhiên một đạo tràn ngập uy áp tiếng quát từ không trung chuyển đến, một thanh niên tướng mạo tuấn giật từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống vị trí mấy chục mét trước người Dương Văn Kiệm, trông thấy người tới, đã sắp tử vong. Lâm Phong, trong mắt rốt cục giấy lên một chút hy vọng, người này chính là đội trưởng của hắn, cũng là hy vọng duy nhất đánh bại cốt thiên sứ hiện tại người cứu mình dám can đảm tập kích thành viên tiểu đội phong tập ta ngươi là ai trông thấy người tới trên mặt dương văn kiệm lại không có chút bất ngờ nào bởi vì từ trước khi phong tập tới gần nàng đã nhận ra rồi trên người đối phương có một cỗ khí tức vừa quen thuộc vừa làm người ta chán ghét dù sao trước đây cũng từng làm đồng đội vài năm dương văn kiệm khóe miệng hơi dương lên ném bay lâm phong trong tay lộ ra dung nhan bị che khuất bởi dung mạo ban đầu phong tập ngươi nhanh như vậy đã quên ta rồi sao nghe thấy tiếng nói vừa nhìn thấy tóc trắng đầy đầu kia phong tập chỉ là cảm giác mạc danh kỳ diệu bởi vì trong ấn tượng của mình căn bản là không nhận ra người có tóc trắng nhưng mà chờ sau khi thấy rõ khuôn mặt kia hắn lập tức kinh ngạc vẻ mặt hoảng sợ dương văn kiệm ngươi làm sao có thể ở chỗ này không phải ngươi đã dương văn kiệm nhìn tập phong đang cứng lưỡi trong nụ cười tràn đầy trêu tức đã bị các ngươi hại thành người thực vật từ nay về sau đều chỉ có thể làm một phế nhân đúng không cho đến lúc này phong tập rốt cuộc chú ý tới biến hóa trên thân thể dương văn kiệm những cái xương cốt lành lạnh trắng bệch kia cùng với đôi cánh xương chậm rãi vỗ phía sau đều tản mát ra khí thế kinh khủng ngươi không phải dương văn kiệm thân thể của ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy còn nữa tu vi của ngươi không phải đã bị phế rồi sao mấy năm ở chung dương văn kiệm sao còn có thể không nhìn ra tâm tư của phong tập làm sao vậy thấy ta khôi phục tu vi ngươi rất thương tâm trong con ngươi của nàng bỗng nhiên tản ra mấy sợi hàn mang ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh như băng ta không khôi phục tu vi sao có thể tìm các ngươi báo thù chứ nếu không phải tỉnh lại ta không nghĩ tới các ngươi lại là đám chó chết này cũng dám đem đội trưởng giam giữ ở ngục giam dưới một phen mắng chửi đau đớn của dương văn kiệm phong tập trên mặt dần dần có chút nhịn không được bị người ta dán mặt mắng như vậy phong tập cũng nhịn không được coi như ngươi khôi phục tu vi thì thế nào vậy cũng chỉ là cấp s đỉnh phong lâu như vậy trôi qua ngươi thật sự cho rằng ta còn giống như trước đây sao tiếng nói vừa dứt khí thế trên người hắn mạnh mẽ tăng lên lập tức có xu thế vượt trên dương văn kiệm cuối cùng cũng đột phá cấp ss bất quá tuổi của ngươi rất đáng giá khoe khoang sao dương văn kiệm nói nhất thời làm cho thần sắc đắc ý của phong tập không còn sót lại chút gì bớt nói nhảm đi chờ ta giết ngươi xong liền đem thi thể của ngươi đưa về hiệp hội nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ gì đôi cánh xương sau lưng dương văn kiệm đồng loạt chấn động cuối cùng mỗi người bắn ra một thanh cốt nhận lơ lửng tuy rằng chúng ta không hợp, nhưng ý nghĩ của ngươi ngược lại là cùng ta nhất trí ngoài dự liệu. Một chữ cuối cùng cũng hạ xuống, thân thể Dương Văn Kiệm trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, chỉ cần thời gian không đến một cái nháy mắt, liền lóe lên đến trước mặt phong tập, đồng tử phong tập mạnh mẽ co rụt lại, lấy đẳng cấp của hắn, vừa rồi còn không thấy rõ động tác của đối phương, nhưng mà không đợi hắn nghĩ nhiều, một khắc sau, sáu lưỡi đao xương đã đánh tới phong tập vội vàng vung tay lên quanh thân trong nháy mắt cuồng phong gào thét năng lượng sau khi áp xúc tụ tập trong lòng bàn tay hóa thành bình chướng chặn sáu đạo công kích ngươi chỉ có chút trình độ ấy xem ra sau khi dị thú thối lui đám người các ngươi giá áo túi cơm càng sống càng trở về giọng dương văn kiệm dần dần trở nên lạnh lẽo trong miệng bỗng nhiên quát khẽ một tiếng thiên sứ chi nộ tiếng nói vừa dứt trên người dương văn kiệm chợt phát ra ánh sáng trắng bệch sau một khắc bầu trời vốn trong sáng thời điểm mốc meo mây đen trải rộng trông thấy một màn này đồng tử phong tập co rút lại theo bản năng kinh hô thành tiếng dẫn phát thiên tượng làm sao có khả năng bình thường có thể làm được ảnh hưởng thiên tượng ngoại trừ số ít dị năng giả cấp ss cực kỳ có thiên phú ra cũng chỉ còn lại cường giả cấp 3 tuyệt thế kia thôi dương văn kiệm chỉ có cấp s đỉnh phong là có thể làm được nguyên bản bầu trời trải rộng mây đen đột nhiên ở giữa xuất hiện một lỗ nhỏ theo cửa động càng lúc càng lớn một thanh cự kiếm toàn thân do bạch cốt tạo thành ở trong uy áp phô thiên mà đến chậm rãi lộ ra hình dáng thật, chỉ là một cái liếc mắt, Liên thấy phong tập mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới nụ cười trêu tức của Dương Văn Kiệm, Bạch cốt cự kiếm bỗng nhiên ra tốc, trực tiếp hướng phía dưới hai mắt mở trừng trừng phong tập, vẫn lạc mà đi, phong tập bạo một tiếng quốc túy, sau đó dùng hết sức bú sữa mẹ vội vàng chạy ra xa, nhưng ngẩng đầu mới phát hiện, vô luận hắn chạy đến đâu, thanh bạch cốt cự kiếm này thủy chung vẫn hướng về phía mình, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, phát hiện điểm ấy về sau, phong tập cắn răng lập tức dừng bước quay người trận địa sẵn sàng đón địch nếu như một mực chạy trốn một chút cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không có gió tới đại lượng cuồng phong lần nữa hội tụ ở trước người phong tập ngưng tụ ra một mặt không ngừng lưu động mềm mại tấm chắn hai lần vận dụng năng lực nhưng đều là dùng để ngăn cản công kích của dương văn kiệm rõ ràng mình mới là đẳng cấp cao cái kia lại bị đánh đến mức ngay cả sức hoàn thủ cũng không có bạch cốt cự kiếm ầm ầm rơi xuống Cơn lốc tạo thành hình cầu lưu động tạo thành lốc xoáy, một chút liền từ vị trí mũi kiếm tiếp xúc lõm vào phía trong, mặc dù tấm chắn này đã được thiết kế tỉ mỉ, tái đi không ít lực lượng, nhưng công kích của Dương Văn Kiệm đã vượt qua hạn độ lớn nhất mà nó có thể tiếp nhận, sau một khắc, lỗ thủng gió đã lõm đến mức tận cùng trong nháy mắt vỡ tan, công tập biểu tình trong nháy mắt cứng đờ trên mặt, trong con ngươi phản chiếu cái tên là chuôi bạch cốt cự kiếm cách mình càng ngày càng gần kia, một kích đánh xuống, bụi mù nổi lên bốn phía mặt đất vốn dày đặc bắt đầu nứt ra từng khúc phong tập trong miệng phun ra một bãi máu tươi toàn thân không ngừng run rẩy sắc mặt của hắn đã cực kỳ tái nhật chỉ có dùng hai tay mới có thể lần nữa chống đỡ thân thể không có khả năng đẳng cấp của ta cao hơn ngươi làm sao có thể sẽ không đánh lại ngươi liên tiếp thất bại khiến phong tập triệt để lâm vào điên cuồng hắn dùng linh lực mạnh mẽ ngăn chặn ảnh hưởng do thương thế mang đến mang theo máu tươi đầy người bất chấp tất cả nhào về phía dương văn kiệm cách đó không xa lâm phong thật vất vả mới khôi phục được một chút nhìn phong tập đã hồi quang phản chiếu thật không thể một hơi cõng qua được hắn có nghĩ qua đối phương rất có thể đánh không lại cốt thiên sứ nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới dưới tình huống dẫn trước một tiểu đẳng cấp phong tập nhiên còn bị đơn phương nghiền ép lâm phong lập tức cẩn thận từng ly từng tí đứng lên trên tay hắn xuất hiện một quỷ môn phiên bản thu nhỏ quỷ môn này có thể để cho hắn tiến vào bách quỷ vực nhưng chỉ có từ cửa tiến vào đi ra hắn mới có thể thu hồi đạo cụ này nếu như mình muốn dùng quỷ môn để chạy trốn Vậy có nghĩa là hắn nhất định phải bỏ qua đạo cụ này. Mắt thấy phong tập sắp chơi xong, Lâm Phong cũng không đoái hoài tới cái gì. Sau khi mở ra quỷ môn, hắn lập tức lách mình bay vào trong đó. Quỷ môn trên mặt đất cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Lâm Phong rời đi, khóe miệng Dương Văn Kiệm cong lên một đường cong mịt mờ. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi cũng đã đến lúc nên lên đường rồi. Nghe thấy lời này, nguyên bản sau khi phản kích hàng hái, phong tập tự cho là đánh có đến có về có chút bối rối ngươi sẽ không thật sự cho rằng mình sẽ làm được ta ngay cả ngươi cũng đánh không lại cốt nhận trong tay nàng lập tức phát lực phong tập vẫn theo bản năng chống đỡ nhưng không nghĩ tới cảm nhận được là lực lượng hơn xa mấy lần trước đó ngươi là cố ý phong tập hai con mắt chừng đến lão đại nhưng không đợi hắn nói xong thanh cốt nhận kia đã tinh chuẩn đâm vào mi tâm của hắn linh lực dọc theo cốt nhận phun trào hóa thành chất dinh dưỡng cũng không lâu lắm thân thể phong tập triệt để không có động tĩnh dương văn kiệm bất mãn nhíu mày chỉ chút linh lực ấy thật sự là một phế vật đáng tiếc còn thiếu một chút dứt lời dương văn kiệm lắc đầu sau đó ngón tay bấm ấn một đạo quang mang nhanh chóng bắn về phía thi thể khô quát của phong tập năng lực thông qua sứ đồ chuyển đổi dương văn kiệm cũng chế đối phương thành một cấm vệ bạch cốt nhưng bởi vì đẳng cấp rơi xuống phong tập sau khi chế thành cấm vệ bạch cốt tu vi chỉ còn lại có cấp s trung kỳ trình độ trên mặt nàng lộ ra một cỗ thần sắc ghét bỏ bay trở về vị trí của những người còn lại mục giam thứ 9 đế đô một con quạ đen chui vào nhà tù không bao lâu sau trong không gian hệ thống của ta liền có thêm một loại tài liệu hoàn toàn mới không biết cấp huyết sử thi huyết dịch đặc thù hàm chứa lực lượng không gian yếu ớt có được số lượng 3, dù sao cũng là vật liệu cấp sử thi ta nhíu mày thật sự cảm thấy có một chút ngoài ý muốn hiện tại ta xem như tin tưởng lời nói tương lai chính mình đã nói qua bởi vì ba phần máu này chính là dương văn kiệm rút ra từ trên người lâm phong ánh mắt của ta lại rời đến ba phần tài liệu bên cạnh ở nơi đó bày ra chính là ba phần dược tề đã sớm chuẩn bị xong nếu chuyện bên này đã kết thúc đó cũng là thời điểm đi tìm thành viên mới ven biển nam liễu thành thị cùng giang nam ma đô xưng là nam hải tam thành trong nhà vệ sinh ở con hẻm nhỏ khói thuốc đầy đất tùy ý có thể thấy được đột nhiên cửa sắt bị dùng sức đẩy ra một thanh niên gầy yếu hung hăng ngã xuống đất sau đó sáu tên lưu manh nối đuôi nhau mà vào một tên trong đó lông vàng vặn vẹo cười trực tiếp dẫm chân lên lưng thanh niên ngã sấp xuống hôm nay trên con đường này chỉ có ngươi không có giao tiền xem thường mấy người ca ca của chúng ta trong bang hội của chúng ta thế nhưng có không ít dị năng giả bọn họ cũng không ôn nhu giống như mấy người chúng ta thanh niên bị dẫm dưới lòng bàn chân không phản kháng đáy mắt lại tràn đầy quật cường ta không có tiền tên đầu lĩnh tóc vàng cũng không thấy thất vọng ngược lại liếm liếm môi trên mặt nhiều ra một vòng cười tà nói không có tiền cũng không sao à không phải ngươi còn có hai tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ sao để cho các nàng tới bồi lão tử chẳng những về sau phí bảo hộ của ngươi được miễn toàn bộ ta còn giới thiệu ngươi cho lão đại của chúng ta thế nào nghe thấy lời này thanh niên vốn bị dẫm dưới lòng bàn chân bỗng nhiên con ngươi co rụt lại trong lòng dâng lên một cỗ tức giận ngút trời hai tay hắn mãnh liệt chống đất trên cổ nổi gân xanh cứng rắn đội đế dày lông vàng ngẩng đầu lên khi dễ ta có thể ta chết cũng sẽ không để cho ngươi được như ý tiếng nói vừa dứt dưới ánh mắt của mọi người thanh niên đột nhiên như dã thu giống như vậy đánh về phía chủ nhân dẫm lên cái chân kia của mình bất ngờ không kịp đề phòng một vòng tóc vàng khỏe mạnh bị thanh niên gầy yếu này đánh ngã xuống đất không chỉ có như thế thanh niên tựa như phát điên nắm đấm như hạt mưa không ngừng rơi xuống hung hăng nện vào mặt đối phương lông vàng triệt để nổi giận dùng sức đẩy một cái thanh niên nháy mắt bị lật đổ hung hăng ngã trên mặt đất mấy tên lưu manh xung quanh cuối cùng mới phản ứng lại lập tức vây quanh lấy hắn thân thục từ trong túi móc ra một khối đá lớn bằng nắm tay sau đó cởi áo khoác trên người ra bọc bên ngoài tảng đá vung quần áo lên không ngừng đập vào người thanh niên chờ lông vàng lấy lại tinh thần xong đồng dạng cũng tiến vào trong đám người không ngừng quyền đấm cước đá thanh niên hai tay ôm đầu cứ như vậy nằm sấp không mút một tiếng nào cũng không lâu lắm liền triệt để không có động tĩnh chờ đã trước tiên dừng lại một chút hắn giống như không còn giận nữa nghe thấy lời này mấy tên lưu manh vốn đang đánh hăng say bị dọa cho giật nảy mình định tình nhìn qua thân thể thanh niên đã không còn hô hấp phập phồng như bình thường vốn dĩ lông vàng còn vô cùng kiêu ngạo Hôm nay đột nhiên run rẩy một chút, vội vàng lùi lại mấy bước, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, mấy người trong nháy mắt luống cuống, mặc kệ đi trước hay không, tuyệt đối không thể để cho người ta trông thấy chúng ta, Long Vàng khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhà vệ sinh, nơi đó đang đứng một con quạ đen an tĩnh, sau khi tiện tay đuổi quạ đen đi, hắn trực tiếp không chút do dự nhảy xuống Mấy tên lưu manh còn lại thấy thế, cũng bất chấp cái gì, nhìn nhau một cái, đồng dạng phía sau tiếp trước nhảy xuống. Bệnh viện Nam Liễu đệ nhất nhận được thông báo sinh mệnh của đệ đệ đã hấp hối. Hai tỷ tỷ của Lục Minh Tiêu vội vã chạy tới bệnh viện, tình huống của thầy thuốc thế nào, mới từ cửa phòng phẫu thuật đi ra. Bác sĩ bị hai người ngăn lại ngẩn người, sau đó cầm lấy lịch bệnh trên tay nhìn vào mắt. Tình huống của bệnh nhân không phải rất tốt, tuy rằng mặt ngoài không có thương tích nhưng tổ chức nội bộ thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn bác sĩ lộ vẻ khó xử lắc đầu sau đó vòng qua hai người rời khỏi chỗ cũ nghe thấy lời này lục trầm ngư chỉ cảm thấy một trận sấm sét giữa trời quang tại sao có thể như vậy lục lạc nhạn đỡ lấy đối phương lửa giận trong lòng đã hừng hực thiêu đốt ngữ khí nói chuyện trong miệng nàng trở nên lạnh lẽo như cửu uyên huyền băng ta nghe nói tiểu tiêu là bị đám côn đồ kia đánh thành dạng này nếu như tiểu tiêu thật sự xảy ra chuyện gì ta sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người bị giày vò, rốt cuộc đợi đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai người không kịp chờ đợi tiến lên nghênh nón, tin tức lấy được, lại thành một cây rơm dạ cuối cùng đè chết lạc đà. Xin lỗi, chúng ta không có khả năng cứu được bệnh nhân trở về, hiện tại hắn chỉ còn 10 phút, các ngươi chuẩn bị hậu sự đi, tất cả bác sĩ rời đi, trong phòng phẫu thuật, chỉ còn lại có hai người lục trầm ngư và lục lạc nhạn, nhìn lục minh cả người đều là máu ứ động. Tiêu Minh, Lục Trầm Ngư nhịn không được rơi lệ trước, Lục Lạc nhạn dáng một quyền vào bức tường bên cạnh, một câu cũng không nói, mặc dù khớp ngón tay đã chảy máu tươi, trên mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, không có chút biểu lộ nào. Đại tỷ, chuyện này giao cho ta, ta muốn toàn bộ đám cặn bã kia đền mạng cho Tiểu Tiêu. Lục Trầm Ngư từ trước đến nay luôn thiện tâm nên không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng gật gật đầu, cẩn thận, nếu như là dị năng giả, chúng ta lại cùng nhau nghĩ biện pháp, nàng biết muội muội này của mình thân thủ bất phàm, nhưng đó cũng chỉ là ở trong người bình thường mà thôi nếu như đối mặt là dị năng giả chút ưu thế ấy trên thân thể sẽ không còn sót lại chút gì nàng không muốn bởi vậy lại mất đi người thân cuối cùng các ngươi muốn hắn sống sao một giọng nói xa lạ vang lên trong phòng phẫu thuật hai người đang đắm chìm trong bi thương bỗng nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn chung quanh một phòng gian phòng lại phát hiện bên cửa sổ không hiểu sao xuất hiện một con quạ đen là ai đang nói chuyện ngươi nói sao vậy lúc này hai người đều thấy rõ người mở miệng nói chuyện lại là con quạ đen trên bệ cửa sổ ngươi có thể gọi ta là người tạo vật chuyến này đến Nam Liễu cũng không phải là Bạch Sơn. Con quạ đen này là Bạch Sơn triệu hồi ra, nhưng ta đem một sợi ý thức của mình gửi vào bên trong. Hai nàng không rõ tạo vật chủ có ý gì. Ngươi là dị thú, nhìn lục lạc nhạn đầy mắt đề phòng mình. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng sau một khắc, thân thể lại trong dây lát hóa thành sương mù màu đen tản ra, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh giường bệnh của lục minh tiêu rồi, nhìn đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi lục lạc nhạn tràn đầy khẩn trương, ta chậm rãi nói, có phải dị thú quan trọng không, nếu như ta muốn giết người, các ngươi ai cũng không ngăn được nghe thấy lời này thân thể hai nữ tử đều trong dây lát run rẩy vị tạo vật chủ đại nhân này lục trầm ngư đang lẳng lặng ngồi đột nhiên nâng lên hốc mắt ửng đỏ nhu thanh mở miệng nói ngài có thể chữa lành cho tiểu tiêu sao chuyến này đến đây mục đích chính là vì chuyện này nhưng các ngươi phải trả giá đắt có lẽ nói cũng là một loại khen thưởng nghe thấy con quạ đen thần bí trước mắt này có thể chữa khỏi cho lục minh tiêu sau khi chữa khỏi hai người đồng thời nói đến chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho hắn ta nguyện ý trả bất kỳ cái giá nào tôi mới khẽ gật đầu sau đó một bình chất lỏng màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện cho hắn ăn đi lục trầm ngư không có nửa điểm do dự sau khi mở nút lọ để thử nghiệm lục minh tiêu chậm rãi ngã vào trong miệng hắn chất lỏng tiến vào cổ họng vốn dĩ đã không còn động tĩnh gì lục minh tiêu cạnh tranh trong nháy mắt liền xuất hiện phản ứng đầu tiên là thân thể khẽ run sau đó trình độ càng ngày càng kịch liệt nếu như xuất hiện ở trên người thường nhân có lẽ đây là phản ứng không tốt, nhưng trên người kẻ sắp chết kia, đó chính là lại có hy vọng sống sót, trông thấy một màn này. Lục Trầm Ngư nháy mắt kích động lên, ngay cả Lục Lạc Nhạn cũng vội vàng vây quanh một bên giường bệnh. Ta khuyên các ngươi trước tiên rời xa một chút, hai người đắm chìm trong vui sướng, còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Lục Minh Tư đột nhiên mở hai tròng mắt ra, nhưng tròng mắt tròng trắng và con ngươi đã biến mất, trong hốc mắt chỉ còn một màu đỏ quỷ dị. Ngay sau đó, vô số sợi xiềng xích giống như từ trong hư không nhô ra, một mực khóa chặt cổ, hai tay, hai mắt cá chân của hắn. Một bước cuối cùng này sau khi hoàn thành, một cỗ khí tức khổng lồ cũng theo đó tuôn ra. Trong khoảnh khắc đã đánh lui hai người lục trầm ngư mấy mét, sáng tạo hoàn thành. Mời ký chủ đặt tên cho danh sách quỷ dị 6, nhìn lên trên khóa liễu tràn đầy kỳ quái trang điểm. Ta nghĩ một chút thuận miệng nói ra, cứ gọi là tù nhân đi, tên đã được đặt thành công. Quỷ dị danh sách 6 tứ đồ đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị, ban đầu đẳng cấp B cấp đỉnh phong, có thể phục chế năng lực, tránh thoát khóa giả ba huyết hấp thu điên cuồng thành sống. Qua loa nhìn năng lực của tù nhân một chút, ta không có hứng thú, đơn giản mà nói, tên tử cuồng số 6 càng thấp thì càng điên cuồng chịu hành hạ. Lục Minh Tiêu tuy rằng sống lại, nhưng có lẽ bởi vì quá hư nhược nên rất nhanh hôn mê bất tỉnh, nhưng mà đã đủ để cho hai nữ Lục trầm ngư. Cam Tâm tình nguyện tiếp nhận cái giá phải trả, đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu tiểu Tiêu, chúng ta cần trả giá gì? Ta lại lấy ra hai bình thuốc thử nghiệm, lần này hắn đặt ở trên bàn một bên, một người chọn một bình uống hết. Ta nói vừa xong, lục lạc nhạn đã xài bước tới ngay khi lục lạc nhạn chuẩn bị mở miệng lục trầm ngư nhìn qua có vẻ rất điềm đạm nho nhã lại dẫn đầu đưa tay đoạt lấy một bình dược tề lập tức ngửa đầu uống cạn bình kia tiện tay cầm lấy dược tề màu xanh đậm sau một khắc thân thể lục trầm ngư cũng giống như lục minh từ lúc trước bắt đầu run rẩy kịch liệt hai chân nàng một cái không ổn định cả người thoáng cái tê liệt ngã xuống mặt đất trong lòng lục lạc nhạn căng thẳng vội vàng đi lên phía trước xem xét tình huống của đối phương chờ nàng tới gần nhẹ nhàng ngửi một cái mới phát hiện trong phòng phẫu thuật không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cỗ mùi vị của biển rộng không đợi lục lạc nhạn nghĩ nhiều trên người lục trầm ngư đã xuất hiện dị biến từ tứ chi đến gương mặt từ từ mọc ra lân phiến hợp quy tắc tên số một phát khởi khởi ta cùng kích phát cấp độ hấp thu eq làm thông cấp bậc lt quyền phát vật phát hai cái đùi của nàng chậm rãi dung hợp thành một cái đuôi cá được khảm đầy lân phiến màu lam sau một khắc thân thể lục trầm ngư liền chậm rãi bay lên giữa không trung so với mỹ nhân ngư trong truyền thuyết quả thực giống nhau như đúc nương theo khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài sáng tạo hoàn thành xin ký chủ đặt tên cho danh sách vịnh quỷ dị hiếm khi thấy tạo vật thuận mắt quỷ dị như vậy ta hài lòng nói cứ gọi hải yêu đi tên đã được đặt thành công Quỷ dị danh sách 177 hải yêu đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị, ban đầu đẳng cấp, cấp đỉnh phong, có thể phục chế năng lực, hải yêu chi âm đầu độc hải dương chi lực, ta có chút đam chiêu, xem ra là am hiểu năng lực chiến đấu dưới nước, nam liễu tới gần nam hải, năng lực của danh sách này ngược lại là kịp thời, ở trong nước, dán đủ để chống lại bản thân nhiều hơn so với bờ dô đờ. cảnh giới cao hơn rất nhiều địch nhân, hơn nữa cấp B đỉnh phong đã có thể đứng lơ lửng giữa không trung, trên đất bằng cũng không bị hạn chế gì lúc ta đang suy nghĩ miên man lục trầm ngư đã chậm rãi quen thuộc với thân thể tìm được phương pháp biến trở về bộ dáng ban đầu chị bây giờ chị cảm thấy thế nào nàng vừa mới rơi xuống đất lục lạc nhạn lập tức nghênh đón không kịp chờ đợi hỏi thăm ngươi có phải hay không nắm giữ năng lực của dị năng giả khi tức vừa rồi thật cường đại ngươi bây giờ là đẳng cấp gì rồi lục trầm ngư sau khi xoắn suýt một chút huynh chinh 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 lam tụ 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 tụ, tụ linh 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 hẳn là xem như dị năng đi về phần đẳng cấp gì ta cũng không biết cảnh giới của nàng bây giờ là cảnh giới là cấp b đỉnh phong lục lạc nhạn lập tức bị kinh trụ sau khi bình tĩnh lại nàng nhìn về phía ta đã tràn ngập hoảng sợ cùng kính sợ ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào bình dược tề còn lại kia vô luận như thế nào đều không thể rời đi được tạo vật chủ đại nhân ta uống bình dược tề này cũng có thể có được lực lượng như vậy sao uống tự nhiên sẽ biết ta không có trả lời bởi vì kết quả có lẽ so với nàng nghĩ càng thêm kinh hỉ trong hai bình dược tề một bình tinh phẩm cấp lục trầm ngư vận khí không tốt hết lần này tới lần khác chọn lấy bình tinh phẩm cấp dược tề kia thấy ta không chịu trả lời lục lạc nhạn tựa hồ cũng không kiềm chế được cầm qua bình dược tề còn lại kia xong không kịp chờ đợi liền uống hết kết quả cửa vào còn chưa tới nửa phút thân thể lục lạc nhạn cứng ngắc ngã trên mặt đất bạch nhãn lật lên trái tim trong nháy mắt liền không còn đập nữa lục trầm ngư kinh hô một tiếng vội vàng chạy lên phía trước, lại phát hiện đối phương đã không còn nửa điểm sinh cơ, chuyện phát sinh quá đột nhiên, Lục Trầm trong con ngươi không biết làm sao, thậm chí còn chưa kịp bị bi thương thay thế, chờ nàng phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống trước mặt ta, mang theo tiếng nức nở nói ra, đại nhân cầu ngài mau cứu lạc nhạn, nhưng mà ta lại chỉ lẳng lặng nhìn, trong con ngươi không có chút sốt ruột nào. Đừng vội vội vàng việc tiến hóa của nàng còn chưa kết thúc. Lục lạc nhạn mặc dù phản ứng có chút đột nhiên nhưng không có làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lúc hợp thành ra bình dược tề này, tài liệu sử thi sử dụng đã có điểm báo trước, hoạt tử chi tâm. Quả nhiên, sau khi nằm xuống mấy phút đồng hồ, trên người lục lạc nhạn lại xuất hiện biến hóa. Từng giải băng vải màu trắng không biết từ đâu xuất hiện, giống như là nắm giữ sinh mệnh, bắt đầu từ chân, hướng lên trên bao trùm lên mỗi một chỗ thân thể của nàng cho đến khi kéo dài đến đầu mới dừng lại ở vị trí dưới hai tròng mắt một chút xíu lúc này con ngươi lục lạc nhạn rốt cuộc khôi phục ý thức chỉ bất quá một đôi mắt kia đã từ màu đen biến thành băng lam tím lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo thân thể của nàng cũng chậm rãi treo giữa không trung sau một khắc khi thế vượt xa hai người lúc trước phun ra ngoài để cho người của cả tòa bệnh viện này phải chết cơ hồ đồng thời cảm thấy một trận run rẩy kịch liệt sáng tạo hoàn thành mời ký chủ đặt tên cho danh sách quỷ dị số 8. nghĩ đến lúc hợp thành bình dược tề này tài liệu âm gian sử dụng ta chậm rãi mở miệng nói buổi sáng lúc này người thủ mộ đã đến tên đã được đặt thành công người thủ mộ danh sách tám quỷ dị đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị hồng nhãn ô nha sau khi đi tới hai khôn thời của nam hải lục gia tam tỷ đệ thuận lợi tiến hóa thành cường giả quỷ dị danh sách tám người thủ mộ tên của lục lạc nhạn ban đầu đẳng cấp cấp s đỉnh phong có thể phục chế năng lực hoặc tử chi khu tử táng, trung mạc chi đinh liễm thi hắc quan, lại là cấp S đỉnh phong, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Ba danh sách mới này đều là tồn tại đỉnh cấp trong cùng phẩm cấp, lục lạc nhạn chậm rãi khôi phục ý thức, trong con ngươi tràn đầy thần sắc không thể tin, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, chính mình dĩ nhiên có được tu vi cấp S đỉnh phong, đa tạ đại nhân ban ân, nàng đột nhiên hướng về phía ta quỳ xuống một vối, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đứng lên đi, ta cho các ngươi một đoạn thời gian, để cho các ngươi đi giải quyết chuyện của mình. Nhưng trong vòng một tuần này, ta muốn nghe được Hiệp hội dị năng giả. Tin tức phân bộ Nam Liễu bị diệt, mục tiêu của đại nhân là Hiệp hội dị năng giả. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu lục lạc nhạn, khiến cho nàng càng thêm kiên định với tín niệm trong lòng. Bởi vì từ lúc trước đó, nàng liền có ý niệm cùng ta khác biệt này. Đại nhân yên tâm, trước đây ta đã muốn làm như vậy rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm suy yếu từ giường bệnh truyền tới, nghe động tĩnh, Lục Trầm Ngư trong lòng vui vẻ, vội vàng đi tới bên giường, lúc này Lục Minh Tiêu đã mơ màng tỉnh lại, nhưng lại còn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, ta không phải sắp chết rồi sao, sao lại cảm thấy hiện tại một chút việc cũng không có nhỉ, Lục Trầm Ngư cảm kích nhìn về phía ta, là vị đại nhân này cứu ngươi, mau tạ ơn đại nhân, nhìn theo hướng Lục Trầm Ngư ra hiệu, thẳng đến trông thấy mình bên giường bên cạnh con quạ đen kia, Lục Minh Tiêu ngẩn người, hướng một con quạ đen nói lời cảm tạ cho dù nghe qua có vẻ thái quá nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng đại tỷ tuyệt đối sẽ không hại mình huống hồ tình huống trên người mình cũng quả thật không giống thủ đoạn người thường có thể có rất nhanh hắn liền thu liễm thần sắc chân thành nói lời cảm tạ ta chỉ nhẹ nhàng chán chuyện kế tiếp các ngươi tự mình xử lý đừng quên nhiệm vụ ta giao cho các ngươi là ta giao cho các ngươi trông thấy một con quạ đen miệng phun tiếng người lục minh tiêu chừng mắt nhưng không đợi hắn nói gì ý niệm của ta vừa động thân thể đã hóa thành xương đen tiêu tán ngay tại chỗ mãi đến khi thân ảnh của ta hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hai nàng trầm ngư lạc nhạn mới nhìn về phía lục minh tiêu ngươi bây giờ cảm giác thế nào lục minh tiêu khẽ cười lắc đầu chuẩn bị xoay người xuống giường nhưng ngay khi chân trái hắn rơi xuống đất toàn bộ sàn nhà phòng phẫu thuật đột nhiên khe nứt giống như mạng nhện bị nứt ra một màn thình lình xảy ra trực tiếp dọa lục minh một phen giật mình hắn vội vàng thu chân về nhưng không ngờ sau một khắc thân thể cũng như cả cái giường bệnh cùng nhau sụp nhìn bộ dáng sói chu của lục minh tiêu minh lục trầm ngư không khỏi che miệng cười khẽ chạy nhanh thích ứng một chút lực lượng trong thân thể đi đừng chờ một chút nữa đem nơi này hủy hết đi lục minh tiêu nghe lời này mặt mũi tràn đầy mê mang không thể tin nhìn hai tay của mình, lúc này trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ tin tức, cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra khi mình hôn mê, danh sách 6, tù nhân, xem ra ngươi đã hiểu, vì báo đáp ân tình của đại nhân, chúng ta phải dốc hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ kia, Lục Lạc Nhạn cũng chậm rãi nhích lại gần, chờ ánh mắt rơi vào trên người Lục Minh Tiêu, thoáng cái trở nên thập phần băng lãnh, làm ơn hãy nói cho ta đã xảy ra chuyện gì là ai đem ngươi đánh thành như vậy chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua lục minh tiêu vừa mới bắt đầu còn có chút do dự nhưng sau khi cảm nhận được khí thế trên người lục lạc nhạn còn mạnh hơn mình thì hắn lại cảm thấy lập tức không còn gì băn khoăn nữa hắn đem toàn bộ những chuyện phát sinh lúc trước nói ra nguyên lai like là bọn hắn ta mang ngươi đi qua tự tay đánh trở về lục lạc nhạn hừ lạnh một tiếng đột nhiên cảm giác ngoài cửa có người tới gần liền quay đầu nói với hai người trước tiên rời khỏi nơi này đi, nếu không đi sẽ bị bọn họ phát hiện. Nói xong nàng liền trực tiếp đi đến bên cửa sổ, từ trên tầng 7 nhảy xuống, hai người còn lại liếc nhau, theo sát phía sau, tung người nhảy xuống, quán ba người khờ bên kia. Mặc dù đã là sau nửa đêm, nhưng trong quán ba vẫn lóe ra màu đen sặc sỡ như trước. Trước gian phòng trung tâm là tạp tọa, lúc trước lông vàng phách lối bưng nửa chén rượu lên. Đối với thanh niên trước mặt cúi đầu khom lưng mặt đầy nhân bánh, tần ra, ta giết chết tiểu tặc kia nói, hắn còn có hai tỷ tỷ đẹp như thiên tiên, ta trước đó đã gặp qua mấy lần, một người thanh thuần, một người cao lãnh, ngài tuyệt đối thích, thanh niên ngồi trên ghế salon nghe thấy, lập tức hứng thú, ngươi đem người tới đây, nếu như ta hài lòng, chuyện của ngươi ta liền thuận tay giải quyết xong, cuối cùng lông vàng đứng đó cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười không kiêng nể gì cả, vậy bây giờ ta liền đi bắt người tới đây, thanh niên đã một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sàn nhảy, chỉ tùy ý phất phất tay, Tiểu Hoàng Mao cười làm lành đi ra khỏi ghế dài, nhưng không ngờ vừa đi tới cửa thì hai bóng hình xinh đẹp uyển chuyển đập vào mắt hắn, lại còn tự mình đưa tới cửa. Vậy thì không trách được ta, hai người này chính là Lục Trầm Ngư và Lục Lạc Nhạn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa quán rượu. Tiểu Hoàng Mao lập tức hướng xung quanh nháy mắt một cái, mấy người khác liền đồng loạt vây quanh hai người, trông thấy mấy người không có hảo ý, trong lòng Lục Trầm Ngư căng thẳng, vô thức liền muốn động thủ nhưng lục lạc nhạn đã sớm bước ra một bước không rõ ràng mà đè tay nàng lại tiểu hoàng mau cười lớn từ trong đám người đi ra tỷ tỷ của lục minh tiêu đúng không chẳng lẽ lại là muốn tới tìm ta báo thủ đến vừa vặn lão đại của chúng ta rất hứng thú với các ngươi Tiếng nói vừa dứt, mấy chàng hán cưỡng ép hai người đi vào trong quán bar, biết chính là người trước mắt này suýt nữa hại chết đệ đệ của mình, trong mắt hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra một phòng sát khí, nhưng các nàng cái gì cũng không nói, chỉ là ngoan ngoãn đi theo bước chân mọi người vào trong, chỉ giết một người, còn xa không đủ hả giận, phải đem toàn bộ nồi đều bưng hết tuần ra, người ta mang về cho ngài, nhanh như vậy sao? không lẽ ngươi tùy tiện tìm cho ta hai cái đi nghe thấy phía sau chuyển đến thanh âm thanh niên vừa mới quay đầu hai tấm dung nhan cực đẹp trong nháy mắt làm cho hắn đem lời nói kẹt ở trong cổ họng một tay đẩy nữ nhân yêu diễm đang dán trên người ra hai mắt nhìn thẳng về phía hai người lục lạc nhạn lúc đi ngang qua bên người tóc vàng hắn cực kỳ hài lòng mà vỗ vỗ bả vai đối phương chuyện này ngàn lần không tệ về sau ngươi đi theo bên cạnh ta hiện tại cút trước đi mặc dù bị mắng một câu nhưng hoàng mau lại cười đến tận mang tai đa tạ tần ra hắn tự biết lưu lại sẽ trướng mắt tức thời quay người muốn rời đi nhưng lúc này lục lạc nhạn đang trầm mặc lại đột nhiên nhấc chân lên một cước trực tiếp đem tóc vàng bưng đến trên tường nàng không hiểu sao ngẩng đầu nhìn lên một cái sau đó nhàn nhạt, nhạt nói người động thủ đi ngay tại thời điểm tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, bỗng nhiên một sợi xiềng xích từ trên trời giáng xuống, thanh niên vừa rồi còn một mặt hèn mọn, sau một khắc trực tiếp bị nện thành một bãi bùn nhão, lông vàng gần đó bị bắn tung te, máu thịt toàn thân, cả người ngây ngốc tại chỗ, dường như còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi xiềng xích bên cạnh bị chậm rãi thu hồi, âm thanh ma sát thanh thúy trong nháy mắt dọa hắn đổ mồ hôi lạnh, đây là thứ gì? Vừa dứt lời, một đạo tóc đỏ huyết đồng, hai tay bị xiềng xích một mực giam cầm bóng người màu đồng từ trên trời giáng xuống vừa vặn trùng trùng rơi vào trước người hắn là ngươi không phải ngươi đã chết rồi sao rốt cuộc ngươi là quái vật gì nhìn lục minh chết mà sống lại tiêu minh sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu mấy người tóc vàng ta đã nói rồi dám khi dễ tỉ tỉ của ta ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi ngữ khí âm trầm giống như là ác quỷ từ trong địa ngục bỏ ra tiếng nói vừa dứt hắn bỗng nhiên phát lực siêng xích trên tay lập tức đứt thành từng khúc siêng xích sắt nặng nề hóa thành một cây roi dài trên tay lục minh tiêu bị ném ra tiếng nổ đùng đoàng chỉ một kích thân thể mấy người tóc vàng trong nháy mắt nổ tung toàn bộ dán trên tường quán ba, ngày thứ hai phân bộ nam liễu của hiệp hội dị năng giả tiếng hát êm tai không biết từ chỗ nào chuyển đến khiến cho mỗi người trong công việc không khỏi buông công việc trong tay xuống một chút trầm luận trong đó bọn họ không cách nào tự kềm chế được bất chi bất giác khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười hạnh phúc sau đó hai tay của tất cả mọi người chậm rãi giơ lên trong một mảnh ý cười gắt gao bóp lấy cổ họng mình cho đến khi sắc mặt tìm tái sau khi hoàn toàn mất đi hô hấp trên thi thể lạnh như băng vẫn tràn đầy nụ cười nhìn qua vô cùng quỷ dị tỉnh lại một tiếng giống giận dữ mang theo tinh thần trùng kích truyền khắp cả tòa nhà cao lớn những dị năng giả may mắn còn sống mới giật mình tỉnh lại đập vào mắt mọi người là xung quanh ngổn ngang lộn xộn tử trạng của các đồng nghiệp cực kỳ đáng sợ đếm sơ qua một chút toàn bộ hiệp hội có hơn 300 người sống sót không đủ hai thành mà bây giờ còn có thể đứng đấy, cơ bản đều là dị năng giả đẳng cấp cao, nếu không phải đạo thanh âm kia làm mọi người tỉnh lại, chỉ sợ kết cục của bọn họ cũng sẽ không tốt đẹp gì. Mọi người trong một mảnh sợ hãi thối lui đến một góc, kinh nghi bất định nhìn một màn trước mắt, chẳng lẽ là tiếng ca? Các ngươi vừa rồi có nghe được tiếng ca kia không? Nhất thời mọi người đều có mặt mũi, kẻ địch tập kích, toàn thể toàn thể chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Thanh âm lúc trước đánh thức mọi người lại vang lên lần nữa, mấy chục người còn sống lập tức lao ra ngoài lầu, chỉ thấy trên bầu trời đỉnh đầu, mấy bóng người đang lơ lửng hai phe rằng co lẫn nhau, là hai vị phó hội trưởng cùng tám vị chấp sự. Dĩ nhiên hội trưởng đại nhân cũng xuất hiện, đây hẳn là đội hình mạnh nhất hiệp hội chúng ta đi, ba người bên kia là ai? nếu có thể dẫn xuất ra trận thế lớn như vậy lúc này mặt đất chuyển đến âm thanh dương thiên sở đã không rảnh bận tâm cho dù bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số nhưng mồ hôi lạnh trên trán hắn vẫn là giống như những hạt trâu nhỏ không ngừng bay ra nhìn ba người không biết xuất hiện từ đâu trước mặt hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp bách vô danh không ngừng vò tới tuy rằng hắn sớm đã là dị năng giả cấp a đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cánh cửa cấp s nhưng nữ nhân mặt không biểu tình trước mắt này phảng phất trong cơ thể tích chứa lực lượng cực kỳ khủng bố Khiến hắn kinh hãi một trận, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao vô cớ tập kích hiệp hội dị năng giả của ta? Dương Thiên Sở kiên trì đứng dậy, "Ngươi là hội trưởng phân bộ Nam Liễu." Lục Lạc Nhạn đứng ở phía trước nhất, lạnh lùng nhìn Dương Thiên Sở, rốt cục mở miệng, "Không tệ, tại hạ Dương Thiên Sở, các ngươi hành vi ác liệt như thế, là muốn khai chiến với hiệp hội dị năng giả chúng ta sao mặc dù lời nói của dương thiên sở rất kiên cường nhưng trong giọng nói lại cất dấu chột dạ hắn một chút cũng không muốn khai chiến chỉ hy vọng đối phương có thể lui đi bất quá đáng tiếc nhiệm vụ chuyến này của lục lạc nhạn nhất định là không giống ý nguyện của hắn nếu như đều đến đông đủ vừa vặn tránh cho ta từng người đi tìm nàng chật duỗi ra hai tay một cỗ tử khí nồng đậm xuất hiện muốn thời gian thì cứ vây quanh dương thiên sở một nhóm 11 người cảm thấy được trong tử khí ẩn tàng uy lực dương thiên sở trong nháy mắt chừng lớn con ngươi trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi ngươi là dị năng giả cấp s đương nhiên không phải ta và đám thùng cơm các ngươi không giống nhau thanh âm lạnh như băng vang vọng không gian đúng lúc này từng sợi băng vải tuôn ra bọc lấy hơn nửa thân thể lục lạc nhạn thiên địa hợp tử táng tiếng nói vừa dứt nháy mắt đó tử khí xung quanh mọi người lập tức tụ lại giống như một cỗ quan tài đen kịt như mực đem 11 người toàn bộ vây vào trong đó đám người dương thiên sở phát giác ra có gì đó không đúng vừa mới chuẩn bị từ lỗ hồng phía trên nhanh chóng rời đi nhưng không ngờ một phiến quan tài từ trên trời giáng xuống sau khi vỗ mấy người vào trong quan tài trực tiếp đem cả tòa quan tài một mực phong kín sau một khắc vô số tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên từ trong quan tài vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau tiếng la hét dần dần yếu bớt không còn nửa điểm tiếng động đợi đến lúc tử khí toàn bộ tán đi giữa không trung 11 bộ không xương hoàn chỉnh rơi xuống mặt đất trước mặt dị năng giả may mắn sống sót ngã thành một đống xương vụn trong chớp mắt đối tượng mà bọn họ ngưỡng mộ lúc trước giờ phút này ngay cả xương cốt cũng không phân biệt rõ là của ai chênh lệch mãnh liệt như thế khiến cho mọi người vốn đăng ký thác kỳ vọng nhao nhao sững sờ tại chỗ chạy a à, hội trưởng bọn họ đều đánh không lại chúng ta ở chỗ này chờ chết sao? trong đám người có một đạo thanh âm kích thích dục vọng chạy trốn của mọi người. lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên từ không trung rơi xuống, bốc lên một mảnh bụi mù. tiếng kim loại ma sát với mặt đất vang lên không dứt. thân ảnh lục minh tiêu chậm rãi hiện ra hình dáng. hai kim trúc hắn cầm trong tay, xiềng xích trong khoảnh khắc đem mặt đất đập nứt ra. con người màu đỏ tươi nhìn thẳng mấy chục người. lục minh tiêu liếm môi một cái, dường như đối với đám con mồi này đã thèm nhỏ dãi. mọi người trong sợ hãi chạy trốn tứ tán nhưng đáp lại bọn họ chỉ có xiềng xích trong không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng chiến đấu ngắn ngủi rất nhanh kết thúc ba người một lần nữa đứng trên mái đại lâu không một bóng người vô số năng lượng mắt thường không thể nhận ra tràn ra từ trong hộ thể như vòi rồng hội tụ về trung tâm thân thể lục minh tiêu và lục trầm ngư đồng thời khẽ run khi tức trên người đã đột phá cấp a đến tận đây toàn bộ nam hải tam thành đều bị thương hãm bên trong ngục giam thứ 9 đế đô nhìn nam liễu bên kia chiến đấu nhẹ nhõm hạ xuống duy màn ta nhẹ nhàng gật đầu Giang Nam Ma Đồ Liễu mọc ở Nam, ba tòa đô thành này đã nối liền thành một mảnh. Vậy thì lấy Nam Hải khối này làm trung tâm, bắt đầu hướng bắc bộ lan tràn đi bất quá loại tình huống trước mắt này tin tức quỷ dị hiện thế khẳng định là không giấu được đoán chừng rất nhanh thôi hiệp hội dị năng giả sẽ hành động đối với khu vực nam hải tốc độ kế tiếp còn phải nhanh hơn mới được trong lòng ta cẩn thận đếm lại một lần trước mắt ma vật của mình có tổng cộng 8 con quỷ dị trong đó cấp s hai cái năm cốt thiên sứ cùng với 108 người thủ mộ nhưng chiến lực đã được thể hiện ra đã đủ để so sánh với dị năng giả cấp ss bình thường mặt khác có ba cấp a và cấp a quỷ tán hải yêu yêu, cấp 3 cái giống nhau, trông không chu hậu 4 độ nha. Hơn nữa bạch cốt cấm vệ của cốt thiên sứ, những chiến lược này đã có thể hòa cùng, đô thành xếp hạng phía trên tương đối cao, nhưng nếu muốn chỉ dựa vào điểm ấy chiến lược, đến đối kháng 33 tòa đô thành còn lại, đó không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, vẫn là phải sáng tạo ra quỷ dị cấp 3S mới có thể làm cho đám người kia sợ ném chuột vỡ bình, một vị dị năng giả cấp 3S thâm niên, đã có thể nhẹ nhõm làm được hành động vĩ đại một kích diệt một thành bất quá lấy tin tức trước mắt đến xem muốn sáng tạo ra quỷ dị cấp 3s chỉ có hai con đường tắt một là phần tài liệu cấp truyền thuyết sáng tạo trong thương thành kia mặc dù không biết lúc nào mới có thể xoát ra ngoài nhưng lấy điểm sáng tạo của ta bây giờ đến xem đổi lại hẳn là không có vấn đề gì trải qua một loạt đại chiến gần đây hiện tại điểm sáng tạo trong tay đã chữ hàng trọn vẹn hơn năm nghìn về phần biện pháp thứ hai chính là con chuột bạch cố ý thả chạy kia nhưng đẳng cấp của dị năng giả tăng lên thực sự quá chậm chờ lâm phong tu luyện đến cấp 3 s chỉ sợ cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào nghĩ tới đây ánh mắt ta đột nhiên sáng lên nếu lâm phong là sản phẩm do hệ thống sáng tạo tương lai vậy ta bây giờ có phải cũng có thể thông qua hệ thống hay không tiến hành can thiệp vào việc lâm phong quả nhiên rất nhanh đạt được câu trả lời khẳng định của hệ thống mục tiêu lâm phong trải qua kiểm tra đo lường trên người hắn có một phần thông qua vốn gốc Hệ thống sáng tạo chương trình trò chơi, tháp cao thần bí, trình tự trước mắt là trạng thái đóng lại, xin hỏi có tốn hao điểm sáng tạo hay không? Một lần nữa khởi động chương trình trò chơi này, ta nhíu mày, rất nhanh liền hiểu rõ, đây có lẽ chính là nguyên nhân hắn có thể biết được chi tiết về phương pháp này. Nghe được điều này, khóe miệng của ta Lặng Yên nhếch lên, trong lòng đã có ý tưởng, trình tự trọng tổ tháp cao, trình tự trước mắt đã thiết kế đến tầng thứ 5, phải chăng tiến hành sửa chữa hoặc sáng tạo? Ta quyết đoán nói, đối với tầng thứ 5 tiến hành sửa chữa thực lực của boss sờ sờ giảm xuống 5 phần 10, năng lực ngẫu nhiên giữ lại hai cái, những lần còn lại xóa bỏ, toàn bộ phần thưởng thông quan đổi thành bảo vật tăng lên đẳng cấp tu vi, dựa theo hình thức này, ta một mực dựa theo chính mình mà làm, ta một mực dựa vào danh sách quỷ dị của mình, sau này thiết lập cửa ải, cho đến cuối cùng người thủ mộ ở tầng thứ 8 cũng suy yếu hoàn thành, mới kết thúc cải biến, cứ như vậy, chẳng những có thể làm cho lâm phong cấp tốc đề thăng đẳng cấp sớm ngày đột phá đến cấp 3S, còn không cần giống như trước đó, lo lắng những điểm quỷ dị của thủ hạ đều bị xuyên thủng. Nói không chừng còn có thể mượn Lâm Phong lừa dối hiệp hội dị năng giả, quả thực là một thạch ba chim, đầu đau như muốn nứt Lâm Phong từ trên giường bệnh ngồi dậy. Một nam nhân áo bào trắng mặt không biểu tình đi đến bên cạnh, nhìn bệnh lịch. Vốn dĩ hắn nói với Lâm Phong, linh lực khô kiệt cộng thêm đại lượng mất máu, xem ra lần này ngươi gặp được phiền toái lớn rồi hội trưởng đại nhân ở văn phòng chờ ngươi báo cáo chính ngươi qua đó đi lâm phong thấy rõ người tới sau lưng mặc dù thân thể vẫn có chút không khỏe cũng vội vàng xoay người xuống giường cung kính hành lễ bởi vì vị trước mắt này chính là dị năng giả cấp sss hơn nữa còn là hệ phụ trợ duy nhất cấp s trở lên từ một loại trình độ nào đó mà nói thậm chí so với một ít cường giả cấp 3 s tuyệt đỉnh địa vị còn cao hơn dù sao chỉ cần có thể cùng vị này giữ gìn quan hệ tốt có thể nói nhiều một cái mạng cũng không quá đáng sau khi rời khỏi phòng y tế lâm phong vừa nghĩ nên rảo biện như thế nào vừa đi đến văn phòng hội trưởng ngài tìm ta lâm long thiên đặt tập tài liệu trong tay xuống ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là lâm phong vội vàng hỏi hiện tại phong tập tiểu đội triệt để mất liên lạc chỉ còn lại một mình ngươi chạy về giang nam đến cùng đã xảy ra chuyện gì lâm phong đã sớm đoán được đối phương sẽ hỏi như vậy lấy ra lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt toàn bộ thành viên khác của phong tập tiểu đội đều hy sinh chỉ có một mình ta may mắn trốn thoát được lâm long thiên vỗ mạnh lên bàn làm việc không thể tin đứng lên làm sao có khả năng phong tập không phải gần đây mới đột phá cấp ss sao giang nam làm sao có khả năng có người giết được hắn nhìn lâm long thiên đang kinh ngạc lâm phong âm thầm lắc đầu kẻ địch của chúng ta cùng loại với dị thú là một loại sinh vật mới tên là quỷ dị loại sinh vật này bình thường không khác gì nhân loại chỉ có ở dưới trạng thái chiến đấu mới có thể lộ ra nguyên hình trước mắt chúng ta đã biết có năm cái tên giết chết đội trưởng kia là cốt thiên sứ tuy rằng cấp bậc của nàng chỉ có cấp s đỉnh phong nhưng thực lực lại vượt xa dị năng giả cùng cấp bậc nghe xong lâm phong nói một phen lâm long thiên đăm chiêu ngồi xuống một hồi lâu mới từ trong lượng tin tức khổng lồ này phục hồi tinh thần lại hắn nghiêm túc nhìn lâm phong trước mắt vì sao chỉ có một mình ngươi trốn về đây hơn nữa vì sao ngươi biết nhiều tin tức như vậy lâm phong bất động thanh sắc chỉ là giang thái huyền buông tay ra vẻ mặt vô tội nói ta cũng không rõ lắm có lẽ bọn hắn cảm thấy ta quá yếu không có uy hiếp hoặc là bọn họ vốn muốn cho chúng ta biết sự tồn tại quỷ dị nghe xong lời lâm phong nói lâm long thiên lại cho cái bàn một cái tát nữa kiêu ngạo quả thực là không để hiệp hội dị năng giả ta vào mắt hiện tại đem tất cả những gì ngươi biết nói cho ta biết lâm phong kể lại tỉ mỉ bốn năng lực quỷ dị trước đó một lần về phần quỷ dị thứ năm ta chỉ biết tên của nàng là cốt thiên sứ đẳng cấp đạt đến cấp s đỉnh phong phong tập đội trưởng còn biết cốt thiên sứ hình như gọi dương văn kiệm nghe được cái tên quen thuộc này lâm long thiên trong nháy mắt nhớ lại một ít sự tình trước kia một cỗ lo lắng mơ hồ bắt đầu tác nhiễu ở trong lòng phải biết rằng sở dĩ dương văn kiệm biến thành người thực vật trong này cũng có một phần công lao của hắn lâm long thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lập tức quay đầu quát thư ký bên cạnh trước đó không phải bảo ngươi đi tìm dương vũ ty sao lâu như vậy rồi còn người đâu Thư ký bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ra đầu kiên chỉ nói ra, chúng ta đã thử rất nhiều lần rồi, một mực không có cách nào liên hệ với bên trên. Lâm Long Thiên trong nháy mắt nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi thư ký mắng, các ngươi là thùng cơm sao, không để cho hiệp hội ở Ma Đô đi tìm nhà hắn sao, hiện tại cút đi liên hệ với bọn hắn cho ta. Sau khi phát tiết một trận che giấu lửa giận trong lòng, Lâm Long Thiên một lần nữa nhìn về phía Lâm Phong, tin tức ngươi cung cấp lần này vô cùng quan trọng. Theo trình tự ngươi nói, một lần nữa thu nhận hồ sơ, về phần chuyện bên Giang Nam, vừa nói được một nửa, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị hung hăng phá tan, một đạo thân ảnh sói hơi có vẻ chiếu vào mi mắt, mặt mũi tràn đầy gấp gáp vọt tới trước bàn làm việc, hội trưởng đại sự không tốt, hắn ngay cả thở dốc cũng không kịt, vội vàng hướng về phía Lâm Long Thiên nói lung tung, vừa mới nhận được tin tức, Ma Đô cùng Nam Liễu, phân bộ hiệp hội ở hai nơi này đều bị diệt, không một người sống sót, cái gì? Lại một lần nữa bị kinh động hôm nay không biết là lần thứ mấy lâm long thiên thất thố tin tức này tựa như bom nổ dưới nước sâu trong nháy mắt đem tâm hắn muốn mắng chửi người đều nổ không còn rồi thư ký thở một hơi dài vội vàng nói tiếp tập kích hiệp hội địa phương là một loại quái vật do người biến thành thực lực rất mạnh cơ bản đều là một kích đã kết thúc chiến đấu rất nhiều người thậm chí không thấy rõ quỷ dị lâm phong và lâm long thiên liếc nhau cơ hồ trong nháy mắt đồng thời hô lên một tiếng vì sao những thứ quỷ dị này lại đột nhiên tập kích hai tòa thành thị này lâm phong căn bản không biết hai chuyện này trong lúc nhất thời hắn cau mày đầu óc phi tốc vận chuyển lấy rất nhanh hắn liền phát hiện ra mối liên hệ giữa ba tòa thành thị này hội trưởng ba tòa thành thị này vừa vặn có thể nối liền thành một mảnh lâm long thiên biểu lộ nhanh chóng trở nên cực kỳ ngưng trọng hôm nay khu vực nam hải kia chúng ta đã hoàn toàn mất khống chế rồi không thể tiếp tục để mặc bọn họ phá hư như vậy nữa truyền mệnh lệnh của ta công bố tin tức quỷ dị khắp cả nước tuyên bố treo giải thưởng lệnh đồng thời mở ra kế hoạch thu nhận thông báo cho tất cả thủ hộ giả tiểu đội để cho toàn bộ bọn họ chạy tới Nam Hải, cho dù lật tung ngọn ngành lên trời, cũng muốn đem mấy con quỷ dị này toàn bộ bắt trở về. Sau khi rời khỏi văn phòng của Lâm Long Thiên, Lâm Phong luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, một đường cao mày trở lại chỗ ở của mình. Theo lý mà nói, khoảng cách giữa ba tòa đô thành xa như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là dị năng giả cấp S Đỉnh Phong cũng không thể so sánh được, hẳn là cũng không thể bôn ba qua lại như thế, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ kinh khủng chẳng lẽ còn có tồn tại quỷ dị khác lâm phong hít vào một ngụm khí lạnh hắn càng cảm thấy đáp án này vô cùng chính xác có thể tập kích ma đô cùng nam liễu hay không là quỷ dị sau tầng thứ năm lúc trước nếu là có thân thủ bây giờ nói không chừng có thể thông quan cũng không đến mức đối với quỷ dị phía sau không hiểu ra sao đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên lại ở trong đầu hắn vang lên năng lượng đã khôi phục trò chơi tháp cao một lần nữa mở ra xin hỏi ký chủ có tiếp tục tiến hành khiêu chiến hay không thanh âm đột nhiên vang lên khiến lâm phong ngẩn người chợt kịp phản ứng trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười mừng như điên ta biết bàn tay vàng nhất định sẽ không đơn giản như vậy, lần này ta nhất định phải đánh thông quan, như vậy tương lai xuất hiện tất cả quỷ dị ta cũng đều biết. Lâm Phong hưng phấn lần nữa khởi xướng khiêu chiến, một trận trời đất quay cuồng qua đi, bạch cốt xâm lâm quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt một lần nữa. Đây là nơi ở của cốt thiên sứ, vuốt ve một thân cây lạnh lẽo bên cạnh. Tầm mắt Lâm Phong nhìn về phía sâu trong rừng rậm, một bóng người toàn thân được tạo thành từ xương trắng, thậm rãi đập vào mắt hắn, nhân loại đi tìm chết. Lâm Phong tự nhiên cũng bị cốt thiên sứ phát hiện, sáu đạo cốt sực khẽ run lên. một thanh cốt nhận khổng lồ trong nháy mắt bổ tới lâm phong nhưng trong lòng lâm phong vui vẻ bởi vì hắn phát hiện động tác của đối phương tự mình vậy mà thấy rõ ràng hắn giơ trường kiếm trong tay lên hung hăng va chạm với cốt nhận sau một khắc hình ảnh chính mình bị đánh bay trong dự đoán không hề xuất hiện ngược lại song phương đều bị đẩy lui nửa bước làm sao cảm giác cốt thiên sứ này giống như trở nên yếu đi lâm phong có chút không dám tin tưởng sờ lên kiếm trong tay xem ra trải qua một năm rèn luyện này năng lực thực chiến của ta tiến bộ không ít nhìn thấy hy vọng Tay hắn cầm trường kiếm, lần nữa cười lớn chiến đấu với cốt thiên sứ, trọn vẹn một buổi chiều thời gian qua đi, Lâm Phong một kiếm chém đứt đầu lâu cốt thiên sứ, rốt cục thành công thông quan tầng thứ 5, hơn nữa chỉ chết 3 lần, nguyên lai like cốt thiên sứ này cũng không có mạnh như vậy, chúc mừng ký chủ thông qua tầng thứ 5 của tháp cao để chúc mừng ký chủ, thu được một viên thăng linh đan phục dụng có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp đang dược vào cổ họng lâm phong chỉ cảm thấy một luồng linh lực khổng lồ hóa thành dòng nước ấm điên cuồng tẩy rửa tứ chi bách hải của mình cũng không lâu lắm cảnh giới của hắn đẳng cấp bắt đầu liên tiếp mấy lần đột phá đợi đến khi động tĩnh trên người triệt để kết thúc hắn đã từ cấp b đỉnh phong ban đầu vượt qua một đại cảnh giới đi thẳng tới cấp a đỉnh phong lâm phong lộ ra thần sắc không thể tin được hệ thống xuất phẩm nhất định thuộc tinh phẩm nếu như về sau có thể thu hoạch được nhiều bảo vật tăng lên thực lực một chút nói không chừng lại gặp cốt thiên sứ trong hiện thực, ta cũng có thể chiến thắng, trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, vừa định tiếp tục khiêu chiến, lại bị hệ thống tưới cho một chậu nước lạnh, tháp cao đã nguội lạnh, 24 giờ sau mới có thể tiến vào tầng tiếp theo, trong mục giam thứ 9, ta không nói gì, lắc đầu, đánh cho nửa thành phẩm cũng phải lâu như vậy, thật sự là một phế vật, mục tiêu Lâm Phong trước mắt đã thông qua tháp cao tầng thứ năm đẳng cấp đề thăng thành cấp a đỉnh phong vốn dĩ lo lắng lâm phong thông quan quá nhanh chính mình không kịp làm ra quỷ dị mới lúc này mới thiết trí thời gian cun cool đao hiện tại xem ra ngược lại là dư thừa bạch sơn mấy người bọn họ bây giờ đang ở đâu tiếng nói vừa dứt bóng người bạch sơn lặng lẽ xuất hiện trước cửa ngục giam đại nhân bởi vì ngài không có phân phó nhiệm vụ cho nên mấy người bọn họ bây giờ đã tản ra chia nhau đi tìm việc làm. Bạch Sơn có chút lúng túng gãi đầu một cái, tiếp theo ngượng ngùng nói, bọn họ đi kiếm tiền, khóe mắt ta hơi run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ quái dị, ngược lại quên mất trước khi biến thành quỷ dị, chỉ có cốt thiên sứ ở Ma Đô còn có chút của cải, họa phong này ít nhiều có chút kỳ quái, ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lại hoài nghi hỏi một câu, cái gọi là kiếm tiền của bọn họ hẳn không phải là biện pháp kiếm tiền bình thường. Bạch Sơn ho khan hai tiếng ấp úng nói, hai bên giang nam nam liễu đều là đất tiền trang tư nhân của những dị năng giả kia sắp bị phá hủy xong rồi tôi tò mò nhìn bạch sơn ta không muốn đi theo bạch sơn chột dạ nhìn ta một cái nhỏ giọng nói bản thể của ta cùng một chỗ với bọn họ cũng không hoàn toàn là vì tiền chúng ta còn tìm được một ít bảo bối có thể tăng thực lực lên ta lần này đặc biệt mang theo một bộ phận tới đây ngài có muốn xem một chút hay không nghe vậy hai mắt ta sáng lên nói không chừng tài liệu trong hiện thực cũng có thể dùng để hợp thành dược tề đưa ta xem một chút thấy đại nhân nhà mình hứng thú bạch sơn lập tức vui mừng ra mặt hắn dựa vào góc chết bên ngoài nhà tù giám sát cẩn thận đưa một chiếc nhẫn qua khe cửa ta có chút ngoài ý muốn lại còn có nhẫn chữ vật xem ra lần này các ngươi thu hoạch không nhỏ a à? ta trực tiếp thử đem tất cả mọi thứ bên trong chiếc nhẫn này thử nghiệm một mạch thu vào trong không gian hệ thống sau khi phát hiện thành công ta lại làm bộ vô tình đem giới chỉ đưa ra ngoài bạch sơn lập tức nhận lấy sau khi phát hiện đồ vật bên trong đều biến mất trong lòng không khỏi chấn động ngươi đi nói với bọn họ đi nắm chặt thời gian lại tháo gỡ một chút giang nam bên này hủy xong liền đi ma đô hủy đi đưa toàn bộ tài liệu cho ta các ngươi còn lại tự mình an bài bạch sơn trong lúc nhất thời không hiểu ra sao chỉ đành phải mặt mũi tràn đầy quái dị đáp ứng. Sau khi lừa gạt Bạch Sơn xong, ta tiến vào hệ thống không gian, hơn 20 tài liệu tản ra các loại quang mang chiếu vào mi mắt, vật liệu thực tế quả nhiên có thể bị hệ thống phân biệt. Hiện tại xem ra, hẳn là tài liệu có được linh khí mới có thể được hệ thống thừa nhận, nhưng ta không cao hứng bao lâu, bởi vì số lượng tài liệu tuy rằng rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều chỉ là đẳng cấp phổ thông, đối với ta hiện tại mà nói tác dụng không lớn. Đúng lúc này, hệ thống kiểm tra đo lường được đại lượng đề cấp tài liệu, mở ra công năng hợp thành, tiến hành hợp thành số lượng tài liệu cùng phẩm cấp nhất định. Phải trang thanh toán 1.000 điểm sáng tạo, mở ra công năng hợp thành, nhìn hơn 4.000 điểm sáng tạo còn lại, ta đau lòng lựa chọn thanh toán, tính toán một chút tỷ lệ hợp thành, vừa vặn có thể hợp thành một tài liệu cấp sử thi, từng kiện tài liệu được đặt vào trong máy hợp thành. Không gian vốn rực rỡ muôn màu rất nhanh đã bị dọn sạch, cuối cùng chỉ còn một phần tài liệu sử thi phát ra tử quang, cửu vĩ của thanh khâu hồ, ngoại trừ phần tài liệu mới này, bên trong hệ thống còn thừa lại ba ống máu của Lâm Phong, một túi tài liệu sử thi ta suy nghĩ một chút quyết định dùng hai phần vật liệu sử thi cộng thêm máu của lâm phong thử xem có thể hợp thành dược tề gì ý niệm của ta vừa động tài liệu sử thi tự động mở ra lấy cửu vĩ của thanh khâu hồ làm chủ ba loại tài liệu hiện ra tử quang lần lượt được đặt vào trong rãnh hợp thành của hệ thống sau đó một bình thuốc thử màu hồng phấn tản ra lực dụ hoặc xuất hiện ở trong không gian hệ thống nhìn hai bao tài liệu tinh phẩm còn lại cùng hai phần huyết dịch của lâm phong ta lại một lần nữa lâm vào trầm tư còn có thể hợp cái dược tề cấp s lưu một phần huyết dịch cấp sử thi là đủ rồi cũng nhét vào trong rãnh hợp thành về phần hai cái tinh phẩm tài liệu bao sau khi mở ra không có nhìn kỹ liền trực tiếp ném vào trong bình dược tề thứ hai cũng đã chế tác xong ta đang chuẩn bị gọi bạch sơn tới để thẹn thùng hệ thống có một giọng nói vang lên cũng trùng hợp vào lúc này vang lên quỷ dị danh sách bốn độ nha đột phá cấp a thu hoạch được bao hai tài liệu tinh phẩm, đã mở khóa năng lực hối đoái mới, khôi lỗi triệu hoán, có thể triệu hoán một cỗ khôi lỗi không khác gì chân nhân, có được 80% thực lực bản thể, có thể hoàn thành chỉ lệnh đơn giản, thời gian duy trì 6 tiếng đồng hồ. Sau khi nhìn thấy năng lực này, ta đột nhiên hơi cong môi một cái, xem ra lần này không cần đến Bạch Sơn rồi. Mặc dù chỉ có 6 tiếng đồng hồ, nhưng tìm hai người hẳn là đủ dùng. Tiếng nói vừa dứt, động tác của ta đột nhiên biến an tĩnh lại. Cùng lúc đó, bên cửa sổ nhà tù, một con quạ đen bình thường bay ra ngoài cũng không lâu lắm ta uống trà sữa tụ hợp và đám người đầu đường ma đầu khó được đi ra một chuyến đương nhiên trước tiên phải đi dạo một vòng đã nhìn lướt qua xung quanh cách đó không xa một tấm chiêu bài hấp dẫn sự chú ý của ta tại cửa đại sảnh của một dạp hát có một tấm bảng hiệu biểu diễn ma thuật miễn phí quan sát ta chậm rãi đi vào lúc này nhân số trong đại sảnh không nhiều lắm ngay cả một phần năm chỗ ngồi cũng không ngồi đầy từ biểu lộ không kiên nhẫn của những người này đến xem có lẽ đều là giống như ta chạy hai chữ miễn phí vào đây ta tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống các vị khách quý buổi tối mọi người buổi tối một vị nam nhân mặc lễ phục đeo mặt nạ màu trắng chậm rãi đi ra từ một bên sân khấu ta là ma thuật gia tề giám đêm nay hắn hướng giải rác mấy chục người hơi khom lưng một cái về phía sau liên tự mình bắt đầu biểu diễn vừa mới bắt đầu đều là chút tiểu ma thuật nhàm chán đến cực điểm mặc dù hắn biểu diễn rất khá người xem lại là nhao nhao ngáp một cái ngươi tại sao đột nhiên dẫn ta tới xem thứ này một chút cũng không tốt chúng ta đi thôi một nữ nhân bên cạnh như đang làm nũng ôm cánh tay nam nhân nhẹ nhàng quơ quơ nhưng trong bóng tối điều nàng không chú ý tới chính là trong mắt nam nhân hiện lên một tia chán ghét lâm trạch làm bộ như một mặt hưởng thụ nói chúng ta không phải đã nói rồi sao hôm nay một ngày đều nghe ta an bài buổi tối liền đi mua cái túi sách mình thích nữ nhân vốn định nổi giận nhưng câu nói cuối cùng kia lại làm cho nàng nhịn xuống được rồi lâm ca thích xem vậy linh nhi liền đi theo ngươi a động tác nhỏ của hai người đều bị ta nhìn ở trong mắt vốn không cảm giác được có vấn đề gì nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt né tránh của ảo thuật gia trên sân khấu khóe miệng ta hơi nhếch lên lúc này người trong đại sảnh cơ bản đều đi hết chỉ còn lại có ta cùng đôi tình lữ kia ảo thuật ra trên đài thấy tôi xem say sưa ngon lành trong mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ chắc hẳn những trò ảo thuật nhỏ này mọi người đã nhìn chán rồi như vậy kế tiếp ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem một màn kịch quan trọng nhân thể thiết cát thuật bây giờ ta tùy cơ chọn lựa một người xem lên đài phối hợp với ta một chút sau đó một chùm ánh đèn không ngừng di động tại chỗ ngồi quả nhiên trung sáng này chuẩn xác rơi xuống trên đầu nữ nhân kia tại sao lại là ta à nữ nhân vốn đã bực bội lập tức bất mãn nàng ra vẻ tức giận làm nũng nói lâm ca ngươi có thể hay không gọi hắn đổi một người khác à trước ngực nàng cao ngất vô tình mà cọ về phía trước nam nhân lại mịt mờ mà rút tay ra nếu đã rút thăm ngươi rồi ngươi cứ lên đó chơi đùa đi nhưng mà nhìn có chút dọa người ta không muốn đi chơi nữa đừng làm mất hứng nha đêm nay lúc trở về ta lại tặng ngươi thêm một cái túi thì thế nào đồng tử của nữ nhân lập tức sáng ngời, có bao hay không cũng không quan trọng. Bất quá nếu Lâm ca cảm thấy hứng thú, ta đây liền chơi với hắn một chút, nàng lập tức đứng dậy đi về phía sân khấu. Ngay tại thời điểm nàng xoay người đi, nam nhân cùng ảo thuật ra trên đài liếc nhau một cái, khóe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, lập tức một đạo cụ kim loại giống như quan tài được đẩy lên đài. Lúc nhìn thấy cái áp đao sắc bén phía trên đạo cụ kia thì, nữ nhân bỗng nhiên lui về phía sau một bước thân thể cũng không khỏi dùng mình một cái nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi xoay người lại lại phát hiện thật vất vả mới tìm được quý công tử kia bộ dáng trao mày sắc mặt không vui nhà ảo thuật lúc này cũng giải thích nói đây thật ra là đạo cụ chúng ta dùng giấy chế tác ra chỉ bất quá thoạt nhìn tương đối dọa người mà thôi trái tim treo cao của nữ nhân mới coi như buồn xuống vì muốn có được thứ mình muốn nàng vẫn cắn răng lưu lại trên đài ta muốn làm như thế nào rất đơn giản ngài chỉ cần nằm ở bên trong còn lại toàn bộ giao cho ta là được rồi. Mặc dù nữ nhân có chút trí luyến, nhưng vẫn nằm vào trong đạo cụ. Ngay sau đó vài tiếng thanh thúy vang lên, tấm che trên đỉnh đạo cụ bị khóa chặt hoàn toàn. Sau đó thanh áp đao mũi nhọn làm người ta sợ hãi, chuẩn xác nhắm ngay lỗ hồng phía dưới. Sau một khắc, nhà ảo thuật đột nhiên giữ chặt dây thừng bên cạnh, đao ly vô cùng sắc bén, trực tiếp hướng lỗ hồng phía dưới rơi xuống. Lúc này hòm đạo cụ không có nửa điểm phản ứng, nhưng ta thông qua thị lực viễn siêu thường nhân, lại thấy rõ ràng từ lỗ hồng tràn ra một ít máu tươi, rất hiển nhiên nữ nhân bên trong đã chết, chết lặng yên không một tiếng động, từ nguyên tắc mà nói, đây có thể coi là một ảo thuật thất bại, nhưng hai người khác lại cười nói cho ta biết, cái ảo thuật này không thể nghi ngờ là thành công, các vị khán giả xem ảo thuật đến đây kết thúc, cảm tạ mọi người đã quan sát, là để mê hoặc ta cái duy nhất người xem, nhà ảo thuật nói với người đàn ông kia, quý ngài này, quý cô tham gia ảo thuật đã chờ ngài ở bên ngoài nàng hẳn là đã thông chi ngài rồi đi nam nhân cố ý nhìn vào điện thoại di động lập tức mặt mũi tràn đầy kính để nói nàng đã liên hệ với ta màn biểu diễn này rất đặc sắc nói xong hắn liền rời khỏi đại sảnh ta lại vẫn lẳng lặng ngồi tại chỗ không hề động tâm lông mày tề dám sau mặt nạ hơi nhíu lại toàn bộ buổi biểu diễn của tiên sinh đã kết thúc ngài có thể rời khỏi nhưng mà sau khi ta đứng lên lại chậm rãi đi về phía sân khấu biểu diễn rất đặc sắc không thể tưởng được lần này đi ra ngoài lại còn có thể nhìn thấy chuyện thú vị như vậy, mắt thấy ta cách đạo cụ ma thuật kia càng ngày càng gần, nhịp tim của Tề Giám lập tức chỉ trệ, hắn đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt thân ảnh nam nhân trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa lại là bên cạnh hộp đạo cụ ở phía sau hắn con ngươi của tề giám đột nhiên co lại khóe miệng phía sau mặt nạ của hắn xẹt qua một vệt đáng chát kế hoạch mà mình tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng vẫn là thua thiệt sao sau đó dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của hắn ta đột nhiên đưa tay ra dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi mặt ngoài dương không cẩn thận dính vào vết máu tề giám cả người đã bối rối nam nhân thần bí trước mắt này sớm đã nhìn thấu tất cả kế hoạch của hắn cũng chẳng biết tại sao đối phương chẳng những không ngăn cản ngược lại vẻ mặt thưởng thức nhìn mình huynh thích ảo thuật của ta nhưng sân khấu này quá nhỏ ta muốn mời ngươi biểu diễn một màn ảo thuật long trọng trong nháy mắt tề dám ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ta hắn kích động hỏi ngài thật sự nguyện ý cho ta cơ hội này sao trước đó Hắn chỉ là một tên tiểu ma thuật ra không có tiếng tăm gì mà thôi. Nếu không phải bạn tốt nhất vì nữ nhân trong dương mà nhảy lầu, hôm nay hắn thậm chí sẽ không tiêu hết tất cả tích xúc, đổi lấy cơ hội biểu diễn lần cuối cùng trên sân khấu này. Nhìn ánh mắt mong đợi của tề giám, ta sẽ đưa một bình dược tề phát ra ánh sáng thần bí. Hắn thờ ơ đặt ở trên hộp đạo cụ, cơ hội không phải dựa vào người khác cho, ta muốn xem ngươi có thể nắm chặt hay không. Chúng ta sau này còn gặp lại, không đợi hắn trả lời, thân ảnh của ta đã hóa thành một đoàn hắc vụ, hoàn toàn biến mất trong đại sảnh. Tê dám ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nhìn ta biến mất vị trí, thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bình kia, thoạt nhìn dược tề rất quỷ dị, lập tức dứt khoát cầm lấy bình dược tề kia, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đi ở trên đường cái ta nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đầu đã vang lên giọng nói quen thuộc, sáng tạo hoàn thành. Mười ký chủ đặt tên cho danh sách quỷ dị số 509, thanh âm thâm trầm của ta trực tiếp vang lên, 9009 nhà ảo thuật sư, tên đã được đặt thành công. Quỷ dị danh sách chín nhà ảo thuật đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị. Ban đầu đẳng cấp cấp S đỉnh phong có thể phục chế năng lực đại biến người sống không gian truyền tống. Ma Huyễn Chi thủ thể bài thứ nguyên. Ta trực tiếp lựa chọn không gian truyền tống, cái kỹ năng độc đáo nhất này có lẽ là có quan hệ với huyết dịch tài liệu của Lâm Phong. Hiện tại số lượng quỷ dị sắp có hai con số, còn thiếu một người có năng lực quản lý chung. Vì vậy ta nhìn về phía một tòa nhà cao mấy chục tầng viết chữ. Đây là cao ốc của tập đoàn Thương Nam. Cửa thang máy từ từ mở ra tại tòa nhà 21. Quản lý mặt lộ vẻ khẩn trương đi ra. Hắn đi đến trước một gian phòng đóng chặt. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là kiên trì gõ vang cửa gỗ, tiến vào trong giọng nói hơi có vẻ lười biếng của nữ nhân vang lên từ phía sau cánh cửa nhưng âm sắc êm tai này nhưng không làm cho thân thể căng thẳng của quản lý buông lỏng nửa phần tổng tài ngài tìm tôi một đạo thân ảnh có thể nói là không thể bắt bẻ đập vào mi mắt nàng nhan nhạt liếc mắt nhìn người tiến vào chính mình đã làm chuyện gì trong lòng hẳn là rõ ràng công ty không cần loại người ba chiều bốn chiều như người ngươi tự rời khỏi đi tô thanh ngưng vừa nói xong quản lý lập tức giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang mặt mũi tràn đầy sợ hãi quỳ dạp xuống mặt đất nếu như chỉ là sa thải bình thường thì cũng thôi đi cùng lắm thì đổi công việc nhưng hai chữ này vị trước mắt này ma đầu đệ nhất nữ ma đầu nói ra vậy hoàn toàn không phải là một chuyện bởi vì phàm là nhân viên bị nàng tự mình sa thải đều sẽ bị nàng đuổi đi tất cả công ty trong phạm vi ma đô đều sẽ không sử dụng nữa thậm chí có một số người chọc giận nàng không chỉ là từ công ty sa thải nghe nói dưới tay nàng có không ít dị năng giả vừa nghĩ tới quản lý này không hiểu sao lại sợ hãi hắn vừa lăn vừa bò về phía tô thanh ngưng ta trên có già dưới có trẻ thật sự không thể để mất phần công việc này được ta thể về sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa cầu xin ngài cho ta một cơ hội nữa được không tô thanh ngưng đột nhiên ngẩng đầu quang mang băng lãnh trong mắt làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần ngươi thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao vốn còn muốn lưu ngươi một mạng hiện tại xem ra ngược lại là ta thiện tâm rồi Vậy thì kéo xuống cho chó ăn đi." Nói xong Tô Thanh Ngưng không để ý tới nam nhân mặt mũi dại ra nữa. Sau một khắc, một nam nhân mặc Âu phục dáng người cường tráng đi đến, một tay nắm lấy tên quản lý mập mạp kia, cánh tay chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, người gần 200 cân liền bị nhẹ nhõm nâng lên. Tên quản lý kia bị dọa đến mức không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Tô Thanh Ngưng không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Theo cánh cửa gỗ văn phòng lần nữa khép lại, tiếng kêu tuyệt vọng đã im bặt. Năng lực không tệ xuống tay cũng đủ tàn nhẫn, chủ yếu nhất là còn có tiền. "Vậy chọn ngươi đi." đột nhiên xuất hiện thanh âm trong văn phòng vốn dĩ đang yên tĩnh này có vẻ vô cùng đột nguyên tô thanh ngưng nhanh chóng quét mắt qua văn phòng chống không không một bóng người trong con ngươi lập tức hiện lên một tia kinh nghi đúng lúc này bỗng nhiên một con quạ đen từ bệ cửa sổ bay vào trong nhà bỗng nhiên nổ tung thành một đoàn hắc vụ một bóng người cao ngất từ trong sương mù đen xài bước ra một bước Lần đầu gặp mặt Tô tiểu thư, thấy được ta thi triển năng lực một khắc, Tô Thanh Ngưng lúc này tỉnh táo hướng ngoài cửa hô to một tiếng, vừa rồi đạo thân ảnh cường tráng kia trực tiếp phá cửa vọt vào, nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người, nam nhân trong nháy mắt thần sắc đều nghiêm nghị, lập tức trên cánh tay nổi lên từng sợi gân xanh dọa người. Nắm đấm hóa thành kim loại, trực tiếp hướng người trước mắt đập tới, "Tô tiểu thư, phương thức chào hỏi khách hứa của ngươi thật đúng là nhiệt tình." Tiếng nói vừa dứt, một cây đinh dài tản ra hào quang màu xanh lục đậm, rõ ràng từ đầu ngón tay của ta bắn ra. Lúc này nắm đấm của nam nhân kia còn đình trệ ở giữa không trung, nhưng cái đinh dài kia đã cách mi tâm của hắn không đủ chút xíu nào. Dù rằng còn chưa chạm vào, hắn cũng đã cảm thấy có chút đau đớn. Ngay khi chàng hắn cho rằng sắp mệnh tang hoàng tuyền thì, cái đinh dài kia lại lặng yên đứng ở chỗ trống cảm nhận được hàn ý trước mi tâm tráng hán không dám nhúc nhích mồ hôi lạnh từ trên trán chậm rãi trượt xuống tôi phất tay cái đinh dài cứ như vậy tiêu tán ở không trung tráng hán nhặt về một cái mạng há miệng thở hổn hển bộ dáng cực kỳ chật vật lúc này tô thanh ngưng ngược lại bình tĩnh lại nàng cũng đã nhìn ra thực lực của ta sâu không lường được nếu như đối phương muốn mạng của mình vậy làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng tiên sinh ta là tổng tài của thương nam tập đoàn tô thanh ngưng không biết ngài xưng hô như thế nào Ngữ khí của nàng ta phức tạp, cái mạng nhỏ của mình bị người khác nắm ở trong tay, loại cảm giác này đã rất lâu không thể nghiệm qua. Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tuấn tú mà không mất anh khí, tiến vào tầm mắt Tô Thanh Ngưng. Khi nhìn rõ khuôn mặt này, trong nháy mắt hắn đã biến mất. Tô Thanh Ngưng sững sờ tại chỗ, nguyên lai like là ngài. Thanh âm của nàng đều trở nên có chút run rẩy, đôi mắt bắt đầu có chút phiếm hồng, hình như có ngưng châu trong suốt đảo quanh trong hốc mắt, thấy bộ dáng này của nàng, ngược lại đến phiên mặt mũi ta tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi biết ta? Nghe thấy câu hỏi của ta, Tô Thanh Ngưng chứng thực một chút, có chút thất vọng cúi đầu xuống. Thật lâu sau đó, thanh âm dễ nghe của nàng sâu kín quanh quẩn trong phòng. Chúng ta chỉ là gặp mặt một lần, ngài cứu vô số người không nhớ rõ ta cũng là bình thường, nhưng ta vĩnh viễn sẽ nhớ tới ngài. Ba năm trước đây thú triều tập kích ma đồ, là ngài tự tay cứu ta từ trong miệng dị thú ra nếu không phải ngài, ta ở đây từ 3 năm trước nên chết đi. Ta không biết hiệp hội dị năng giả dựa vào cái gì mà phán ngài giam cầm cả đời. Tô Thanh Ngưng đột nhiên cười cười, ngữ khí trở nên vô cùng ôn nhu. Bất quá ta biết ngay bọn hắn không vây được ngài, nhưng không nghĩ tới cạnh tranh có thể ở chỗ này gặp được đại nhân. Tô Thanh Ngưng thao tác phe này, trực tiếp khiến ta trầm mặc tại chỗ mấy giây. Đây là đi ra ngàn chuyện xấu, Kết quả là hắn ta đã cướp được phan chân ái, dường như nhìn ra ta đang xấu hổ. Tô Thanh Ngưng giọng hỏi, ngài giúp ta có cái gì cần giúp sao? Ta giả bộ như không có việc gì. Một bình thuốc thử màu hồng phấn xuất hiện trong lòng bàn tay ta, uống nó đi. Ta còn chưa nói hết lời, Tô Thanh Ngưng liền đáp ứng. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải người tích cực như vậy, vô ý thức liền thốt ra, ngươi không hỏi một chút đây là cái gì? Số mệnh của ta là đại nhân cứu về, ngài muốn cho ta ngàn cái gì cũng có thể. Tô Thanh Ngưng đột nhiên cười cười tinh nghịch trong lời nói tựa hồ còn có ý vị khác khoe mắt của ta không khỏi hơi giật giật ngươi biết quỷ dị không thấy ta không mắc câu đáy mắt tô thanh ngưng sạch qua một tia thất vọng mịt mờ hiệp hội dị năng giả gửi thông báo chúng ta tới gần nam hải ba tòa đô thành này đều đã bị quỷ dị tập kích triệt để luân hãm nhưng theo ta được biết cái gọi là quỷ dị này chỉ là tiêu diệt hiệp hội dị năng giả mà thôi đối với người bình thường không có ảnh hưởng gì ngược lại là sau khi hiệp hội dị năng giả các nơi bị diệt cuộc sống của mọi người còn trở nên tốt hơn dường như những thứ quỷ dị kia chỉ cảm thấy hứng thú với dị năng giả mà thôi ta đem bình thuốc thử kia đặt lên bàn làm việc uống xong nó người có thể trở thành một thành viên quỷ dị đôi mắt đẹp của tô thanh ngưng lập tức sáng rực lên thì ra những quỷ dị kia đều là ngài sáng tạo ra ta chỉ khẽ gật đầu tô thanh ngưng không có nửa điểm do dự trực tiếp cầm lấy thuốc thử trên bàn làm việc đổ vào trong miệng đại nhân cảm tạ ngài cho ta cơ hội này lập tức dược tề cũng bắt đầu phát huy tác dụng trên đầu nàng ta xuất hiện hai cái tai thú màu hồng nhạt phía sau mọc ra chín cái đuôi hồ ly lông xù chín cái đuôi ở giữa không trung chậm rãi di động lên xuống ngay sau đó thân thể nàng còn đang hôn mê cũng chậm chậm bay lên không trung sau một khắc tô thanh ngưng đột nhiên mở hai mắt ra một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát cửa sổ sát đất dày đặc nhất tề vỡ vụn lúc này trắng hán trợn mắt há hốc mồm lập tức bị khí lãng hung hăng đập vào trên tường triệt để ngất đi sau khi cảm nhận được uy áp của luồng khí thế này, trong lòng ta đã có đại khái đẳng cấp của 10, sáng tạo hoàn thành, 10 ký chủ đặt tên cho danh sách quỷ dị 10, nhìn lướt qua 9 cái đuôi nổi bật nhất sau lưng Tô Thanh Ngưng, ta thốt ra, dấu hiệu của chiếc đuôi có 0.09, tên đã được đặt thành công quỷ dị danh sách 10 cửu vĩ đã thành công ghi vào hồ sơ quỷ dị cấp bậc ban đầu là cấp độ ss trung kỳ có thể phục chế năng lực mị hoặc thuật cửu vĩ hồ hỏa nhiếp hồn đoạt phách không gian thuấn di lại một thần kỹ không gian thuộc tính xem ra máu của lâm phong thật sự là thứ tốt lần sau phải để cho bọn họ lấy thêm một chút nữa khác với không gian truyền tống không gian thuấn di tuy rằng khoảng cách di chuyển vị trí ngắn nhưng hơn ở chỗ tốc độ khởi động nhanh hơn nữa không có thời gian làm lạnh chỉ cần có đủ linh lực là có thể sử dụng liên tục không có gì phải do dự trực tiếp lựa chọn phục chế lại đại nhân một đạo thanh âm mị hoặc đến tận xương từ trong xương truyền đến bên tai ta nương theo đó là từng trận nhiệt khí thở ra khiến ý thức của ta trong thời gian ngắn lâm vào thất thần hoàn thành tiến hóa từ nhân loại đến quỷ dị sự hấp dẫn trên người tô thanh ngưng rõ ràng đã được tăng cường Ta bất động thanh sắc bước ra một bước, kéo dài khoảng cách với nàng, nói chính sự đi, ta thời gian không nhiều lắm, đại nhân tốt, thân sắc Tô Thanh Ngưng trở nên nghiêm túc, ta cần một cái không bị dị năng giả bắt, hiệp hội giám thị hệ thống thông tin. Không thành vấn đề, Tô Thanh Ngưng trả lời vô cùng nhanh chóng, tập đoàn chúng ta có vệ tinh thông tin của riêng mình cho ta nửa ngày thời gian là có thể mặt ta lộ vẻ hài lòng khẽ vuốt cằm đây chính là chỗ tốt khi tìm kẻ có tiền nguyên nhân ta đưa ra yêu cầu này tự nhiên là vì trận đại chiến sắp đến này nếu như ta tính không sai chậm nhất một tuần sau tổng bộ hiệp hội dị năng giả sẽ phái người bao vây toàn bộ nam hải đến lúc đó ma thuật sư sẽ đến tìm ngươi ta muốn ngươi phối hợp hắn biểu diễn một trận ảo thuật cả thế gian chú mục khóe miệng ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng Mặc dù không rõ phương án tác chiến cụ thể của Hiệp hội dị năng giả ra sao, nhưng bởi vì ta là dị năng giả mạnh nhất, tin tức tu vi bị phế đã truyền ra ngoài. Nước địch ngoại cảnh sớm đã mắt hổ dương cánh, những lão ngoan đồng chân chính, hiện giờ đều chuyên chú vào đối phó cường địch bên ngoài cảnh giới, căn bản sẽ không chú ý Hiệp hội dị năng giả. Bên trong những chuyện vật vãnh này, bây giờ chiến lực còn có thể xuất thủ, đoán chừng cũng chính là mấy đồng đội phế vật của ta, trừ phong tập bị cốt thiên sứ đánh chết, còn lại tổng cộng 5 người mà mạnh nhất tần lân thiên từ lúc ta còn là thuộc hạ cấp bậc đã đạt tới cấp độ ss đỉnh phong hiện tại có thể đã thành công đột phá rồi lấy thực lực quân đoàn quỷ dị trước mắt đến xem vô luận số lượng hay là đẳng cấp đều không chiếm ưu thế nếu như song phương chính diện đụng phải nhau chỉ sợ không có phần thắng gì cho nên sau khi quen thuộc mấy năng lực của nhà ảo thuật số 9, một kế hoạch đã xuất hiện trong đầu ta tuy nói hiện tại cửu vĩ mới là người có thực lực mạnh nhất nhưng nhân vật chính của sân khấu này chỉ có thể là nhà ảo thuật phân phó xong nhiệm vụ ta lần nữa hóa thành quạ đen từ cửa sổ bay ra ngoài tô thanh ngưng thật lâu không lấy lại tinh thần một tiếng thở dài u oán phát ra từ trong miệng nàng sau khi rời khỏi tô thanh ngưng ta lại tìm được ảo thuật ra tham khảo sau khi đối phương biết mình sắp biểu diễn võ đài đã hưng phấn đến mức không kiềm chế được vội vã chạy đi tìm cửu vĩ thời gian thế thân bị cương cứng cũng vừa vặn đến hạn mức cao nhất, thân hình ta nhoáng một cái, lại trở về gian ngục giam quen thuộc kia. Để át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha!